Ok, đây là cái clip mà mình sẽ tổng hợp các cái kỹ năng trắc nghiệm trong các cái livestream vừa rồi. Mình đã có tổng cộng 7 livestream rồi, bạn nào bạn chưa xem 7 livestream đó thì các em có thể bật lại 7 livestream ấy, xem từng từng livestream và xem thật kỹ vào. Còn đây là thầy trích ra mỗi livestream khoảng từ 2 đến 3 câu, chủ yếu là các cái phương pháp làm nhanh mà mình đã từng trình bày trong. Nào, tiếp theo. Chúng ta đến với cả câu hỏi số 5 nào. Năm 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 sáu luôn đây, năm sáu luôn đây. Khối tứ diện đều là khối đa diện loại nào? Đấy. Đây, khối tứ diện đều là khối nào đây? Thế thì ở đây ấy, các em sẽ cảm thấy là các em sẽ thấy rằng là rõ ràng là cái việc mà mình học thuộc những cái loại này ấy, nó là rất là khó đúng không? Cái việc mà mình học thuộc cái loại này thì phải thật sự nói là nó rất là khó, cho nên là mình sẽ phải hiểu là mình nên lưu tất cả những cái này vào máy tính. Ví dụ thầy đã lưu vào máy tính rồi, đây thầy đã lưu vào máy tính theo cấu trúc sau nhá, đó là tên gọi này, chấm này, loại này, hai chữ số này, loại này, số đỉnh này, số cạnh này và số mặt này, thấy chưa? Đỉnh hai số này, cạnh hai số này, mặt hai số này, thế lưu hết vào máy tính rồi. Thì bây giờ ví dụ thầy muốn tìm tứ diện đều nhá, thầy sẽ lưu này. Alpha A, lúc ấy thầy đã lưu trước ở nhà rồi. Trước khi đi thi thầy đã lưu rồi. Thì thầy sẽ có là, đây thầy đọc tên này. Tên là tứ diện này, đúng không? Tứ là 4 mà. Loại 33 này. D này, 4 cạnh này. Là 4 đỉnh này. 6 cạnh này. Và 4 mặt này, đúng không? Như vậy là khối tứ diện của thầy là loại 33 thì đấy sẽ luôn là 5A đúng không? Đấy. Được chưa? 5A nhá. Thế bây giờ tương tự này, khối đa diện đều loại 43 sẽ là loại nào nào? Đấy, loại 43 loại nào nào? Thì bây giờ mình bắt đầu mò này. A loại 33 này, loại đầu tiên mà, 33 không phải này. A B B là loại 43 này, B như vậy là lục lập 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 này, lập này. Lục đúng không? 6 là lục lập. Như vậy C 6C đúng không? Đấy. Được chưa? Rồi. Đâu thầy có gian lận đâu, sao thầy thầy không hề gian lận gì cả, thầy có đi thi đâu mà thầy gian lận, hay nhở? Thầy đang ngồi ở nhà cơ mà, thầy đang ngồi ở nhà lại bảo thầy gian lận. Được chưa? Tiếp theo nào, hình bát diện này, thầy đã lưu bát diện vào đâu ấy nhở? B à, bát là 8 đúng không, đây là 6, không không phải này. À 8 8 đây này, thấy không? 8 này, bát diện đây rồi. Loại 34 này. D này, C này, M này. 6 đỉnh này, 12 cạnh này, đúng không? DCM mà. Và 8 mặt này. Thế cạnh 12 này, ở đây 7A đúng không? Ok. 7A. Thầy chả hiểu sao bây giờ. Thôi được rồi, tùy. Thầy không bảo các em dùng cách này nhá. Đây là thầy ở dùng ở nhà, thấy chưa? Cách này là thầy dùng ở nhà. Còn các em có dùng hay không thì thầy đâu bảo các em dùng cách này. Được chưa? Tùy các bạn thôi. Thầy không hề bảo các bạn dùng cách này. Đây là cách thầy dùng ở nhà. Mà thầy ở nhà thì có vi phạm cái gì? Ở nhà thì... Rồi, nhà mình còn dùng điện thoại, mình gọi ầm ầm, vi phạm cái gì? Nào, khối đa diện 12 này, thầy lưu 12 vào đâu ấy nhỉ? Không phải. Đây đúng không? À đây rồi, đây rồi. 12 này. Thì loại 53 này. D là đỉnh, 20 đỉnh này. D cờ M cờ là cạnh. Như vậy 20 đỉnh, 30 cạnh. 20 đỉnh và 30 cạnh. Vậy là A đúng không? Ok, 8A nhá. Rồi. Bấm hai tự luận. Bấm nhá. Thôi, quyết định bấm, 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 bấm. Sẵn sàng bấm máy tính chưa? Rồi, cách bấm như sau. Bước 1. Cứ bấm tích phân đi đã. Bấm ra kết quả đã.
Nào, bấm ra kết quả này. Thế bây giờ cùng các em bấm nhá. Tích phân đổi radian nhỉ? Sim mốc 4 này. Tích phân từ 0 đến pi. Đây là phương pháp bấm chung cho tất cả các câu. Nhắc lại, đây là phương pháp bấm chung cho tất cả các bài. Bài nào cũng bấm được. Đề nghị các bạn chia sẻ về đi, mất công quá. 5 sin x cộng cos x chia cho sin x cộng cos x. Rồi. Cứ bấm lại nhá. Rồi, thầy ra kết quả này nhá. Sau khi thầy bấm xong này, thầy phải lưu kết quả này vào. Sau thầy lưu này, store D nhá, ship store này. Thầy lưu vào chữ D nhá, thầy lưu vào chữ D nhá. Ok. Vậy kết quả này thầy bấm ra kết quả rồi thầy lưu vào chữ D. Rồi, bước 1 thầy bấm ra kết quả này, được chưa? Bước 2. Ta viết lại phương trình. Đây ấy, nó là chữ D này. Vậy phương trình là D sẽ bằng A nhân pi cộng len B. Bước 2 đó là ta viết lại phương trình của đề bài. Bước 3. Rút ẩn A theo ẩn B. Rút A theo B. Vậy ta được A sẽ bằng D từ phương trình này, D trừ đi len B chia cho pi. Rồi. Đây là bước 3. Sau khi tính ra rút ẩn này theo ẩn kia, đúng không? Bước 4. Viết lại biểu thức cần tính. Viết biểu thức cần tính. Biểu thức cần tính của thầy là biểu thức S bằng A cộng B. Bây giờ thầy viết lại này. Lúc này thì A thì bằng D trừ len B rồi. Vậy thế vào đây. D trừ len B trên pi cộng B. Rồi. Bước 4 ta viết lại biểu thức cần tính. Được chưa? Và cuối cùng ta sẽ thử đáp án. Nào, thử đáp án A nhá. Nếu nó bằng 2 cộng căn 2 này, chúng ta thử đáp án này bằng cách ấn máy này. Bây giờ thầy gọi B này là x nhá, thầy sẽ nhập vào x này. D trừ đi len x chia pi cộng B là cộng x. Đây, thầy đã gõ lại biểu thức này vào trong máy rồi. Bây giờ thầy cho bằng này. Shift cam bằng này. 2 cộng căn 2. Nào, thầy cho bằng 2 cộng căn 2. Rồi, bây giờ thầy biết muốn biết đúng hay không ấy, thầy bấm này. Shift Solve. D thì nhập bằng luôn này, D bằng luôn này. Solve for x bằng luôn này. Gần hai lần dấu bằng. Các em để ý thấy là nghiệm ra rất lẻ. Nghiệm lẻ này thì không không thể đúng được. Không bao giờ một cái kết quả nào có thể ra lẻ này được. Vậy đáp án này sai. Thầy thử tiếp đáp án B này, 11/4. Thầy cho ngày sau 11/4 này. Bằng nhá, gõ lại tí này. 11/4. Shift Solve bằng bằng. Ra rất là lẻ, sai tiếp. Thử tiếp này, 5/4. Lùi lại này, từ 5/4 nhá. Rồi, Shift Solve bằng bằng. Ok, 0,5, thấy chẵn chưa? 0,5, ngon. Vậy thầy chọn luôn đáp án này. Đấy. Họ hỏi các em là A cộng B bao nhiêu mà. Họ hỏi các em A cộng B bao nhiêu. Thì bây giờ thầy đang A cộng B đây. Thầy đang viết A cộng B đây. A được rút theo B rồi. Bây giờ thầy thử từng đáp án, thử từng đáp án. Ra nghiệm đẹp thì thầy đúng. Thế thôi. Rồi. Đấy, cách này là cách yên tâm nhất. Nhá. Mốc 7 cũng được. Nhưng mà thầy cách này tổng quát hơn, cách này đẹp hơn. Đúng không? Ba ẩn các bạn lên YouTube của thầy nhá. Ba ẩn các bạn lên YouTube. À, ngoài giới thiệu
Ngoài cái việc thầy có khóa luyện đề với cả khóa tổng ôn ấy, ngoài cái việc thầy có khóa luyện đề với khóa tổng ôn thì các em cũng cần theo dõi hai thứ sau của thầy. Thứ nhất là Instagram của thầy. Khoảng nhỏ nhất thì người ta sẽ phải hỏi cách khác em ạ. Khoảng nhỏ nhất thì sẽ phải hỏi cách khác nhá. Em bấm máy à? Bấm như này. Rồi, việc bấm nhá. Đầu tiên này, bấm này ra đã. Rồi, bấm ra như này. Lưu vào này, sau lưu vào. Ship store này. Lưu vào chữ C nhá. Ok. Như vậy thầy bấm này. Lưu vào chữ C. Như vậy C sẽ bằng A cộng B len của 1 cộng E trên 2. Ok. Đó. Thế lúc này thì ta sẽ có là như vậy A sẽ bằng C trừ đi B len 1 cộng E trên 2. Này. Thế thì A mũ 3, lúc này thì A mũ 3 mà cộng với B mũ 3 sẽ bằng. A này thì đó là C này trừ đi B len của 1 cộng E trên 2 mũ 3 cộng với cả B mũ 3. Rồi. Và bây giờ mình sẽ cho mình sẽ thử thôi đúng không? Bây giờ bấm này. Thử bằng từng đáp án một nhá, thử từng đáp án một này. Bây giờ thì mình sẽ thử đáp án A này. C này trừ đi B à? C này trừ đi B mình coi là x nhá. B lúc này mình coi là x nhá. X len của 1 cộng E trên 2 tất cả mũ 3 cộng với cả x mũ 3. Rồi. Bây giờ cho nó bằng này. Bằng 2 nhá. Cho bằng 2 này. Ship. So. Rồi. Xấu này đúng không? Lùi này. Cho bằng trừ 2 này. Ship. So này. C này. Xấu này không không được này, xấu này, xấu này rồi không này, ship son này AB phải là số hữu tỉ mà, người ta bảo AB hữu tỉ thì làm sao mà ấy được, trừ một này đúng không, thử một này. Không được này, đúng không? Bài này người ta hữu tỉ ấy, hữu tỉ thì không mốt 7 đâu, đừng mốt 7, mốt 7 thì hên xui thôi nhá. Đừng mốt 7, mốt 7 hên hên xui lắm, hữu tỉ mà. Đúng không? Hữu tỉ thì hên hên xui lắm, đúng không? Table nhanh hơn nhưng chỉ nhanh hơn khi nguyên thôi. Mốt 7 thì nguyên mới đúng. Thế còn đây là hữu tỉ thì chắc gì đã nguyên. Thế nên là bạn phải dùng máy tính. À, dùng cái cách này cũng nhanh mà, cũng nhanh mà đúng không? Đấy. Hai sáu cuối giờ hay hai sáu cuối giờ, hai sáu cuối giờ, cuối giờ hướng dẫn bấm máy 26 nhá. Hai bảy, hai bảy, tám đã, cuối giờ, cuối giờ, cuối giờ, 26 cuối giờ. Chưa 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 27 27 bấm máy 27 luôn nhá, bấm mày
Làm như sau. Thầy sẽ biến như sau này. À, thầy đẩy đằng này lên đây nhá. Len của B mũ A, được chưa? Xong bây giờ này, xong bây giờ này. Này, nhìn này. Thầy E mũ cả hai bên lên này. Rồi. Bấm này, bấm này. E mũ nhá. E này, mũ này. Tích phân từ 0 đến 2 của 2x nhân với cả len của x cộng 1. Đấy. Đúng không? E mũ này, thầy E mũ lên rồi, thầy bấm luôn này. Bằng này. 27, 27, 27. Vậy vế này là 27 này, đúng chưa? E mũ thì bỏ len này, E mũ thì bỏ len luôn. Công thức mà, công thức E mũ bỏ len này. B mũ A. Vậy bây giờ B mũ A bằng 27. Các em có tưởng tượng ra A bằng bao nhiêu không? B mũ A bằng 27 có tưởng tượng ra không? A bằng 3 còn gì nữa chứ, B bằng 3. 3 mũ 3 bằng 27 chứ. Có đúng không? 3 mũ 3 bằng 27. Rồi. 6 x 3 cộng 7 x 3 39. Rồi, 6A cộng 7B 39 nhá. Nhanh không? Thầy dạy nhá. Thầy dạy này. Tất cả những cái bài toán ấy mà có len nhá. Nếu kết quả có len nhá. Nếu kết quả có len thì E mũ lên. Nếu kết quả có len thì các em E mũ lên. Đúng không? Kết quả có len thì các bạn E mũ lên. Được chưa? Rồi. Tiếp tục nào, câu 28 để thi năm ngoái nào. Nào, câu 28 để năm ngoái nào. Ai nhanh hơn thầy nào? Xem ai nhanh hơn thầy nào. Ok, 27 mũ 1 cũng là 27. Ok. Nếu không có len thì hẹn buổi sau. 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 Nào. 28 28. 28 không? Sắp hết lon ở câu dễ rồi. Sắp hết cái lon ở câu dễ rồi. Chuẩn bị đến lên cái lon ở câu khó nhá. Nhanh lên này, còn một tí xíu thôi, đến câu 30 là hết lon này luôn. 28 nào. Chờ thầy bọn em thi rồi. Lấy ô thì ai cho thi trước? Nguyễn Ngọc Ánh này. Chờ thầy bọn em thi mất rồi. Tinh. Tháng 6, 27 tháng 6 mới thi cơ mà. Nào nghe này. Thấy len đúng không? À thấy len. E mũ lên. E lên, E lên. Nào bắt đầu E này. E mũ này. E mũ bao nhiêu đây? Tích phân từ 16 đến 55 của 1 trên x nhân căn của x cộng 9. Ok. Bằng này. Úi dồi. Đây đúng không em mũ không? À đây nhầm. Mũ mà. À. Mũ lại nhá. Úi dồi, vẫn lẻ nhờ. Lẻ nhờ. Làm nào hết lẻ được, sao lại bị lẻ? Nào, tại sao một cái con số đẹp nó bị lẻ? Tại sao con số đẹp nó bị lẻ? Vì sao nhỉ? Vì nó bị căn ra. Nó bị căn cho nên nó mới lẻ như vậy. Hiểu không? Kết quả nó bị căn thì nó mới là cái số vô tỉ như này. Thế thì bây giờ đừng làm, đừng làm nó mất căn nữa, đừng làm cho nó căn nữa. Mũ nó lên. Nó bị căn ra thì mũ lên. Nào lưu vào này. Ship này, store này. Thầy lưu vào chữ A nhá. Thầy mũ lên này. Xem có phải là căn bậc 2 không này? Mũ lên này. Ô vẫn lẻ à? Thế thì không phải căn bậc 2 rồi, Mũ 3 này. Chẵn luôn. 20/11. Rồi, 20/11 này. A mũ 3 thì bằng 20/11. Rồi, bây giờ tách này, tách theo này, 20 thì là
4 nhân 5 là 2 mũ 2 nhân 5. 11 thì là 11 mũ 1, hay nó là 2 mũ 2 nhân 5 mũ 1 nhân 11 mũ âm 1, đúng không? 1 chia 11 là 11 mũ âm 1 mà. Vậy đi theo thằng 2 này, đi theo thằng 2 là thằng 2 này, đi theo thằng 5 này. Đi theo thằng 5 này là thằng 1 này. Đi theo thằng 11 là thằng âm 1 này. Đấy. Nhưng bị căn bậc 3, đây là mũ 3 lên rồi. Thế thì căn bậc 3 nó ra, căn bậc 3 ra thì là chia 3 này. Chia 3 này, chia 3 này. Căn bậc 3 là mũ phần 3 mà, mũ phần 3 mà, đúng không? Thế như vậy là đây, đây và đây. Ok chưa? Thế thì đáp án đúng là đáp án A. Có hiểu không? Có phải bấm lại không? Có phải bấm lại không? Có phải lại không? Lại không? Lại không? Hay không? Hay không? Hay vãi. Đáng sợ. Đấy nhá, nào, tua này, bấm mút là một thể này. Nếu là thầy đi thi này, nếu là thầy đi thi nhá, nghe này, nghe này. Nếu là thầy đi thi này, bấm luôn này. E mũ tích phân, nếu là thầy đi thi này, 16 đến 55 của 1 trên x, đấy thi năm ngoái đấy, cộng 9 này, đúng chưa? Bằng này. Thầy thấy nó ra lẻ này, thầy ra lẻ này thì lại thầy lưu luôn này, thầy lưu lần chữ A này. Xong thầy hiểu lẻ là do bị căn thì thầy mũ lên này, A mũ 2 này, vẫn lẻ, tức là không phải căn bậc 2 thì thầy mũ tiếp này, mũ 3 này. Đấy, thế thì chẵn rồi, phân tích có ra. Nhưng mình nhớ là mình mũ 3 thì chút nữa mình chia 3 nhá. Được chưa? Nào, 28 nào, làm tay hay là bấm máy đây? Biểu quyết, biểu quyết, biểu quyết. 28 làm tay bấm máy đây. Sau câu 28 này có quà nhá. Xong câu 28 này có quà nhá. Xử lý xong câu 28 có quà. Bạn Dương Trí có câu hỏi là thầy có cách nào nhìn phát ra đáp án liền không ạ? Vừa bay rồi còn gì nữa. Bây giờ em nhìn nhá, xong em cảm tính nhá. Em dùng cảm tính của mình, em định chọn cái gì thì em sẽ chọn cái sang bên cái bên cạnh đó thì đáp án đúng. Đấy là phương pháp cảm tính đấy. Máy không? Máy không? Có ai biết bấm máy câu này không? Có ai biết bấm máy câu này không? Máy thì e mũ lên nhưng mà e mũ như nào? Nào 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 nào. Bây giờ hướng dẫn nhá. E mũ lên nhưng E phải dùng table. Bài này kết hợp này, E cộng với cả table. Hướng dẫn cứ mỗi ngày này, mỗi ngày hướng dẫn các bạn một tí xíu. Nghe nhá. Mỗi ngày hướng dẫn các em một tí xíu ấy. Sau đó thì các em sẽ tổng hợp các phương pháp lại để các em sẽ thấy nó hay hơn, đúng không? Bước 1 này. Nhân C lên, tại vì mình thừa cái C này. Các em thừa cái C thì phải nhân C lên. Như vậy C nhân lên đây thì ta được là tích phân từ 0 đến 2 của cái cụm này nhá. Nhân với C, đúng không? Dx thì bằng len A trừ len B cộng C cộng len C, đúng chưa? Xong bắt đầu với E mũ lên này. Xong E mũ lên này, E mũ cụm này. Đấy. Thì sẽ bằng E mũ này lên, E mũ này lên thì E mũ A thì là A. E mũ A thì là A đúng không? E mũ len A này thì bằng A. A này trừ thì là chia này, chia B này. Nhân C. Đấy. Đúng không? Rồi len 2, len 2. Ok. E mũ này chia E mũ này nhân E mũ này thì chẳng là A nhân B rồi. Nào bắt đầu bấm nhá. Ở đây thêm nữa này, thêm nữa này. Đây là số nguyên dương, cho nên mình rất là dễ thử C luôn, rất là dễ thử C này. Đầu tiên nhá, thầy bấm máy tính này.
Tích phân từ 0 đến lên 2 của 1 chia cho e mũ x cộng với 3 nhân với e mũ trừ x cộng 4. Đấy. Đấy ạ. Bằng này. Đợi chút, đợi chút. Rồi, 0,09 à? Thực ra mình cũng không quan tâm nó là gì. Lưu nó vào chữ A nhá. Rồi, thầy lưu kết quả này vào A nhá. Thế bây giờ thầy sẽ bấm này. E mũ A nhân C. C bây giờ thầy sẽ coi ở x. Thầy nhập table nhá. 1, 7 này, table này. E mũ A, A chính là cái tích phân lúc nãy mình bấm cái này. A nó chính là cái cụm này này, đúng không? Tích phân vừa bấm này. Nhân C là nhân x, đúng chưa? Bây giờ mình đang phải tự chọn C. Thì vì C nguyên dương cho nên cho chạy từ 1 đến 10. Start bằng 1 này. C chạy từ 1 đến 10 nhá. Đến 10 này. Nguyên dương cách nhau 1 đơn vị này. Đó. Bây giờ đổi phân số này. Đây em thấy một cái phân số rất là chẵn này, 6/5. 6/5 thì 6/5 xem phân tích này. Nó sẽ bằng 2 nhân 3 chia 5. Mà trong trường hợp này ấy, C đang bằng 2. Đây C đúng không? X là C mà. Như vậy C bằng 2 thì đây là cái tình huống đây là C rồi. Thế thì đây sẽ là A rồi. Thì đây sẽ là B. Hết. Như vậy là A bằng 3, B bằng 5 và C bằng 2. Đúng chưa? Hết rồi. Thế như vậy là 2A là 6 này. 2A trừ B cộng C này sẽ bằng 6 này, trừ 5 cộng 2 thì sẽ bằng 3. Ok. Đáp án là D, đúng không? Ok. Được không? Đấy. Đấy là cái cách để các bạn khử đi cái số hạng tự do khi không chứa len này. Đó. Thử thôi. Không hiểu à? Có hiểu được không? Phải nói lại nhờ. Có hiểu được không? Hay là nói lại nhá. Bây giờ đẩy C lên xong E mũ lên. E mũ A thì là A này. C này B này đúng không? Xong E mũ này thì ông các em chạy từ 1. Chạy ẩn C, mò C mà. Mò C từ 1 đến 10 thì ra số chẵn này. Tách nó ra thì C đang ứng C bằng 2 đấy. Nếu là len A cộng B cộng C thì chuyển C sang bên này, trừ C. Nếu mà len A cộng len B cộng C thì đẩy C sang bên này rồi quét. Đúng không? Nói lại lần nữa đấy nhá. Hữu tỷ thì phải chịu thôi, biết làm nào, thế mới phải học tự luận. Nói lại lần nữa nhá. Dễ thì bấm máy còn khó tự luận. Nhanh còn phát quả thì mệt mỏi ấy. Đầu tiên là bấm này. Bấm tích phân nhá. Sau lưu nó vào chữ A nhá. Được chưa? Sau thì E mũ lên. Sau các bạn E mũ lên này, nhân C, nhân chéo C lên này. Đây bạn thấy nhân chéo C lên không? Như vậy ta có E mũ, cái này gọi là A nhá. A nhân C thì sẽ bằng E mũ len A trừ len B cộng len C, đúng chưa? Thầy gọi cái này là A đây, nhân chéo C lên. Và bây giờ cái cụm này ấy, E mũ A thì là A này. E mũ trừ là chia B, E mũ len C là C. Còn bây giờ cụm này sẽ quét table. Quét bảng đi. Đấy. Đây. E mũ A này. C mình gọi ẩn x nhá, C ẩn x này. Vì nó nguyên dương cho nên là mình cho chạy từ 1 đến 10. Nguyên dương cách nhau 1 đơn vị. Để mò ra mấy cái số đẹp đẹp này. Đây ví dụ có số này thử trước đi. 6/5 này. Như vậy đây là 6/5. Nhưng mà 6/5 này là ứng với cả C bằng 2 này, ứng với cả C bằng 2 này. Như vậy ta có là 6/5 thì là 2 nhân 3 trên 5. Lúc này C bằng 2 rồi thì thằng này bằng 3 và thằng này bằng 5. Được chưa? Thế thôi nhá. Nào qua này.
22 nào. 22 bấm máy tính nhỉ? 22 bấm máy tính đi nhá. Rồi bấm máy cho nhanh. Ta có tích phân từ 0 đến 1. Tích phân từ 0 này. Mình có đây là 0 đây là 1, vậy tính tích phân từ 0 đến 1 này của 5x cộng 1 nhân e mũ x này. Cho dù cái kết quả thế nào ấy thì mình cũng lấy cận trên thay vào trước. F1 trừ đi cận dưới thay vào sau là F0. Đúng chưa? Đấy, nguyên tắc tích phân mà, đúng không? Thế bây giờ bấm máy đây này. Tích phân từ 0 đến 1 của 5x cộng 1 nhân với cả e mũ x. Rồi. Thì kết quả nó bằng là 6,71. 6,71 thì bằng F1 trừ đi F0. F0 ở đây thì bằng 3 này. Như vậy F1 sẽ bằng 9,71. Chuyển sang F1 bằng 9,71. 9,71 này đúng đáp án gì? Thử C mà E cộng 7 này. À đây rồi, C C C C. Đấy, bài này tích phân hóa thì nhanh hơn đúng không? Tích phân hóa thì nhanh hơn đúng không? Rồi. Nào bắt đầu thầy lấy mấy câu đề của Sở Hà Nội đây này. Rồi, giảng lại câu 31 cho bạn nhá. Nghe. Ở câu hỏi số 31, cách làm là như sau. Rồi, quen quen. Tụt view hay không ấy? Tụt view hay không ấy nó không quan trọng. Tại vì lúc nào người xem của thầy cũng là lớn nhất rồi, thầy đảm bảo với các em là lúc nào các em cũng sẽ cảm thấy là Facebook thầy được xem bài giảng nhiều nhất. Nên thầy không có vấn đề gì với câu này cả. View tụt cũng được nhưng phải học giỏi. Bạn học giỏi thì mới đáng để bạn xem livestream của thầy chứ, đúng không? Chứ bây giờ câu 31 mà các bạn lại còn không. Thôi được rồi, chữa bài đã. Nghe nào. Người ta hỏi là tổng này có bao nhiêu chữ số? Tổng này có bao nhiêu chữ số? Trước hết là chúng ta phải biết xem tổng này bằng bao nhiêu đã. Thì các bạn nghe này. Khi các em làm những cái câu về dãy số tổ hợp nhá, thì bước đầu tiên em cần chuyển hóa cái dãy tổ hợp này về nhị thức Newton. Bạn cần chuyển hóa cái tổ hợp này về nhị thức Newton. Thì cách chuyển hóa như sau, thầy hướng dẫn cho các em này. Đầu tiên các em phải ghi nhớ là tất cả các dãy tổ hợp đều sinh ra từ nhị thức Newton. Cho nên là nhị thức là thế nào? Hai số hạng đúng không? Các em quan sát cái mũ ở dưới này, đó là 2019. Như vậy mũ này là 2019. Đấy chưa? Nhị thức này. Tiếp tục dấu ở giữa cái dãy số này toàn là dấu cộng. Vậy ta tặng thêm một dấu cộng ở đây. Tiếp tục này. Các hệ số của tổ hợp này là 1 này, là 1, là 1, là 1. Vậy ta thêm một số 1 vào đây. Và kinh nghiệm cho ta thấy ta hãy thêm một chữ x vào. Tức là đây chính là nhị thức Newton sinh ra cái khai triển này. Hiểu vấn đề không? Rồi, thì đấy là bước 1 nhá. Kinh nghiệm chuyển hóa dãy tổ hợp về Newton. Được chưa ạ? Kinh nghiệm chuyển hóa dãy tổ hợp vào Newton. Tiếp tục. Kinh nghiệm thứ hai, sau khi xong các em thay x bằng 1 vào. Tất cả các em nhớ này, để khử được x đi, chúng ta thay x bằng 1. Hãy nhớ là x bằng 1 là khử x vào đây. Vậy chỗ này nó bằng 1 cộng 1 mũ 2019. Và tổng của dãy số này bằng 2 mũ 2019. Ở trong cái live stream này thầy không có quá nhiều thời gian để thầy có thể giải thích vì sao lại thay x bằng 1. Các em hãy tự tìm kiếm lại các bài giảng của thầy để các em hiểu được rằng là tại sao mình cần thay x bằng 1. Được chưa? Vậy khâu thứ nhất chúng ta đã chuyển nó thành số là 2 mũ 2019. Bây giờ sang câu thứ hai. 2 mũ 2019 có bao nhiêu chữ số? Rồi, các em nghe thầy giảng này. Các em nghe thầy giảng này. Theo quy luật về chữ số, các em được học từ cấp 1. Theo quy luật về chữ số, các số có một chữ số thì luôn nhỏ hơn 10 mũ 1. Có công nhận không? Các số có một chữ số thì luôn nhỏ hơn 10 mũ 1. Các số có hai chữ số thì luôn nhỏ hơn 100. Luôn nhỏ hơn 100 là luôn nhỏ hơn 10 mũ 2. Các số có 3 chữ số thì luôn nhỏ hơn 1000
Cam đoan với các em tất cả các số có 3 chữ số thì luôn nhỏ hơn 1.000. 1.000 là 10 mũ mấy các em? 10 mũ 3. Vậy bạn thấy quy luật chưa? Này, bạn thấy quy luật này. Một chữ số thì có nhỏ hơn 10 mũ 1, 2 chữ số thì nhỏ hơn 10 mũ 2, 3 chữ số thì nhỏ hơn 10 mũ 3. Như vậy, nếu gọi 2 mũ 2019 có x chữ số chẳng hạn. Nếu 2 mũ 2019 có x chữ số thì nó phải nhỏ hơn 10 mũ x. Đúng quy luật chưa? Được chưa? Đấy các bạn hiểu nhá. 2 mũ 2010. Các số có 1 chữ số nhỏ hơn 10 mũ 1, 2 chữ số nhỏ hơn 10 mũ 2, 3 chữ số nhỏ hơn 10 mũ 3. Thế nhỡ thằng này mình không biết thằng này có bao nhiêu chữ số nhưng x chữ số thì sẽ phải nhỏ hơn 10 mũ x. Đúng quy luật nhá. Và như vậy chúng ta dùng bất phương trình mũ này. Vì 10 là cơ số lớn hơn 1 cho nên mình giữ dấu x sẽ lớn hơn loga cơ số 10 của 2 mũ 2019. Chuẩn chưa? Rồi. Đấy. Thế xong rồi bây giờ mình sẽ bấm cái này ra. Nhá một chút này. Thằng này sẽ bằng kéo 2019 xuống, 2019 nhân log 10 của 2 nhỏ x. Vậy thì bấm này. 2019 nhân với cả log 10 của 2 607,7. Như vậy tương đương x lớn hơn 607,7. Thế thì theo các em là các em sẽ chọn đáp án gì? 608. Ok. Có những bạn mà các em không biết tại sao lại chọn 608, tại sao không chọn 609 thì thầy còn nói nữa với các bạn này. Nó còn có một quy luật nữa. Đó là các số có một chữ số thì luôn lớn hơn 10 mũ 0. Các số có hai chữ số thì luôn lớn hơn 10 mũ 1. Các số có ba chữ số thì luôn lớn hơn 100 là 10 mũ 2. Đấy. Cho nên là chút nữa thì mình có làm nữa ấy, thì mình cũng sẽ ra được là 607,7 nhỏ hơn x nhỏ hơn 608,7 mà thôi. Như vậy x chắc chắn là 608 luôn. Hiểu bài chưa? Comment một cái hiểu chưa nào? Giải thích cặn kẽ chưa? Đi đúng từ bản chất chưa? Rồi, ok. Câu tiếp theo, câu hỏi số 32. Cho lăng trụ ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Các em chỉ có học thuộc công thức trên mạng thôi. Các bạn chả hiểu bao giờ vì sao người ta lại ra đề bài thế cả. Các em bao giờ cũng phải hiểu rõ được tại sao người ra đề lại ra như vậy thì các bạn làm mới tốt được. Nào, 36 với 37, 36 với 37 đây, 36 với 37 nào. 36 với 37 đây. Ok 36 nhá. Nghe hướng dẫn 36 này. Rồi, 36 thì hướng dẫn các bạn là phương pháp mò nhá. Mò mẫm. Rồi, chung bài này khá là khoai, thì mình sẽ làm phương pháp mò mẫm. Bây giờ người ta hỏi tích phân này bao nhiêu ấy, mình sẽ mò ra này. Bằng cách là dựa vào cái dữ kiện trên, đúng không? Là dựa vào dữ kiện trên. Đấy. Thế thì mình sẽ có này. Các em quan sát thấy đây là biểu thức bậc 2 đúng không? Đây là fx này, còn đây là f phẩy bình phương này. Như vậy chúng ta có thể mạnh dạn dự đoán fx là biểu thức bậc 2. Đoán fx là bậc 2. Đó. Tại vì bậc 2 ấy phẩy ra bậc 1, bậc 1 bình phương lại bậc 2, bậc 2 cộng bậc 2 thì lại ra bậc 2. Đúng chưa? Mình đoán như vậy, đúng không? Đấy, thế thì mình sẽ xử lý nhanh này. Nhanh lên là câu 37, câu 37 này thề với các bạn. Nhanh vãi cả trường luôn đấy.
không cần phải vẽ đồ thị, thầy lấy một cái này không cần vẽ đồ thị luôn. Rồi thôi, mò nhá, làm mẫu cho các bạn nhá. Hàm số fx sẽ bằng mò thôi, ax bình phương cộng b cộng c, giống như cái cách mình mò việc bấm máy ấy. Thế giải nó ra thôi. Và như vậy thì ta sẽ thu được này. Thay vào đây. Ax bình phương cộng b, à xin lỗi các bạn. F phẩy thì là 2a cộng 2ax cộng b. F phẩy ấy 2ax cộng b tất cả bình phương cộng với 4 lần fx. Nhá. Thì bằng bên này là 8x bình phương cộng 16x trừ đi 8. Đó. Nhân phá ra này. Đây là 4a bình x bình cộng với cả 4 lần a bx cộng với b bình cộng với cả 4 lần ax bình cộng với cả 4 lần bx cộng 4c. Đấy. Nhóm với thằng x bình với nhau. 4a bình cộng 4a nhân với x bình. Nhóm thằng x với nhau là 4ab cộng 4b nhân x. Và nhóm số tự do với nhau cộng b bình cộng 4c. Rồi. Như vậy là ta có hai biểu thức bậc 2, ta có hai biểu thức bậc 2 bằng nhau thì ta đồng nhất hệ số. Đồng nhất hệ số thì ta sẽ thu được bằng nhau khi từng hệ số bằng nhau một, hệ số x bình bằng hệ số x bình bên này. Và hệ số của x này bằng hệ số x bên kia là 16. Và số hạng tự do này bằng với số hạng tự do bên này là âm 8. Đúng không? Và đây ta giải hệ thôi, giải ABC thôi. Đây thì thầy có thể giải nhanh cho các bạn nhé. Ở đây A thì các em thu được, đó là A sẽ bằng 0 và A sẽ bằng 1. Xin lỗi các bạn. A bằng 1 và A bằng trừ 2. Đúng không? A 1 và A trừ 2. Thế với A bằng 1 đi. Với A bằng 1 mà thầy thay lại vào đây, 1 thay vào đây. Thì tức là 4B cộng 8B, 8B cộng 16 thì B bằng 2. B bằng 2 mà thay vào đây, 4, 4 cộng 4C bằng trừ 8. Quái thế nhỉ? 4 trừ 8 là 12, C bằng trừ 3. Như vậy là Fx sẽ bằng x bình phương cộng 2x trừ 3. Rồi, đây là Fx mình mò ra. Sau nó còn một trong một dữ kiện đó là F1 bằng 0. Thử này, thử F1. F1 đây này, 1 cộng 2 trừ 3 thì bằng 0 thật. Ồ, bằng 0 thật luôn đấy. Đấy. Thế đúng rồi. Vậy là mình mò thành công. Đúng không? Vậy cái nó mò thành công. Vậy đây. Lúc này thì mình lấy cái Fx này mình thay vào đây thôi. Vậy bài toán của mình là tích phân từ 0 đến 1 của x bình cộng 2x trừ 3 nha. Đấy và các bạn bấm máy nhá. Đó là phương pháp mò mẫm. Khi mà mình không biết làm thì mình mò ra cái hàm số đó. Chúng mày mò mãi thì còn gì nữa. Trừ 5 phần 3 đúng không? Thực ra mình đã mò rất nhiều trong những bài bấm máy ấy, thì bài này không mò được ngay đâu thì mình sẽ làm như vậy. Đúng không? Ok. Ok, cái này là mò theo kiểu khoa học. Ừ, đúng rồi, cũng nói cũng chính xác, Nguyễn Trơn. Ừ. 18, 19 nào. 18, 19 nào. Ui, 18 này ngại quá nhờ. 18 bấm máy. Thôi bấm máy nhá. Ngại, ngại thật đấy. Thế 18 này ngại vãi trưởng luôn, rồi bấm máy đi. Làm tự luận thì cũng được thôi, nhưng mà thầy cảm thấy nó hơi... Các bạn thử làm tự luận xem nhanh hơn không. Thấy x bằng 1 này. Thôi bỏ 1 đi, sẽ x bằng 2 đi. Thế như vậy Fx sẽ bằng... thôi làm nhanh nhá. 2 bình phương này là 4 này nhân với căn của 4 cộng 8 này 13,8. Đây thấy bằng 2 vào đây đúng không? Xong bước 2 là D trên DX này. 4 đáp án vào đây với X bằng 2. Rồi tôi bấm nhanh nhá. Mất thời gian mấy câu này quá rồi đấy. Đùa với cả kèm này.
hàm vui sau chồng một đánh chết đấy bằng 2 này. Không phải rồi. À thế thì chắc là đây là 2 phần 9 đấy. Thử nhá. Đấy đúng rồi này. Thế đó D trên X vào đáp án C nhá. Rồi 18C nhá. Còn nếu không làm tự luận đặt căn bằng T được mà. Đặt căn bằng T được mà. Đúng không? Đấy. Rồi. Phạm Hữu Long thôi bỏ game ngu quá không xem nữa. Không biết thì mới phải xem. Nhưng còn biết rồi xem là cái quái thì... Đúng không? Không biết là phải học chứ biết rồi thì con mà ăn gì. 19 nào, 19 nào. Nguyễn Đức Phúc Hưng à? Cai mình cái đấy đi em ơi. Mấy cái trần trùng cái thứ thì cai đi. Mình dính vào những cái đấy nó không tốt đẹp gì đâu mà nó hại người, nó hao người lắm. Mười chín nào. Câu này nó thật với các em ấy. Khi thấy khoảng nghiệm ngắn. Nhắc lại câu 19 này. Khi thấy khoảng nghiệm ngắn thì nên bấm máy. Đấy là kinh nghiệm nhá. Thì nó vừa nhanh nó vừa chính xác. Đúng không? Thì chúng ta cứ dùng table thôi. Chúng ta cứ dùng table ta sẽ quét thôi. Đấy, dùng table quét. Quét cái này trên từ 0 đến 2π. Khi thấy khoảng nghiệm ngắn này, 0 đến 2π rất ngắn này. Nếu fx đổi dấu thì là có nghiệm. Thế thôi, đúng không? Hoặc là fx bằng 0 thì có nghiệm. Đó. Thì nên thế, đúng không? Table đi. Đổi radian nhá. Shift mode 4 này. Sin 17 á nhỉ, 17 sin của cos 2x. Ok. Rồi. Cho chạy từ 0 đến 2π nha. Start bằng 0 này, end bằng 2π này. Step thì bằng 2π chia cho 19. Ok. Xem đổi dấu mấy lần nào, xem đổi dấu mấy lần nào. Một lần này, thấy không? Một lần đổi dấu này, thấy chưa? Sáng nhá. Một này. Hai này, lại đổi dấu này, lại đổi dấu đây. Hai này. Ba này, dương sang âm này, ba này. Bốn này. Cứ đổi, cứ bị đổi dấu rồi thôi. Hết rồi. Bốn nghiệm. 19C nhá. Ok. Đúng không? Rồi ok. Bốn lần. Nhanh nhỉ, còn thầy còn giải quyết nào. Nhanh. Bấm máy không? Ui, tỷ lệ như bấm máy nhiều hơn thì phải. tỷ lệ bấm máy như nhiều hơn thì phải. Thế thì mình bấm máy thôi nhá. Bao nhiêu đây? 17 nhá. Vào bấm máy này. Mình sẽ vào table nhá. Rồi. Bây giờ đổi radian đã. Shift mode 4 này. Ok. Nào bây giờ chúng ta sẽ chạy máy tính nào. Nhập hàm số trên cos 2x cộng với cos x. Rồi. Thầy sẽ cho chạy từ trừ pi đến pi nhá. Start bằng âm pi này. End thì bằng pi này. Step thì bằng khoảng cách. Khoảng cách cái này là 2π đúng không? Khoảng cách π trừ đi trừ π là 2π. 2π chia cho 19. Làm thế nào biết có nghiệm? Đây này. Có nghiệm khi đổi dấu nhá. Có nghiệm khi fx đổi dấu hoặc là fx bằng 0. Nào bây giờ tìm xem nào. Có nghiệm không nào? Ai, đổi dấu một lần này, một lần này. Đổi dấu một lần thấy không? Đang âm đổi sang dương này. Đang dương này, đang dương đổi sang âm này, hai phát này. Có hai nghiệm đây à? Ok. Thế như chỉ có hai nghiệm đây à?
Đúng nhỉ? Câu này thầy check đáp án xem nào, có đúng hai nghiệm không đây? Có bạn nào ra hai nghiệm không? Rồi, nếu bấm máy không khéo lại bị sót, có cần giải tay không? Làm tay cũng được nhưng mà thầy sợ làm tay nó sẽ lâu hơn thôi. Rồi, đáp án là hai nghiệm đấy. Ok nhá. Giải tay lâu hơn hẳn còn gì nữa. Làm sao bấm được? Theo các bạn, đấy có phải là gian lận không? Thầy hỏi thật, theo quan điểm của các em đó phải gian lận không? Thầy nghĩ là không. Đó là cái con số thầy yêu thích thôi chứ còn gian lận cái gì. Rồi, 9 nào, bắt đầu nhá. Thầy bắt đầu dạy các bạn cách làm mặt phẳng đối xứng nhá. Thôi thực ra thì các em nói thì cứ nói thôi, bạn nào học thì cứ học và bạn nào không học thì thôi. Đúng không? Bạn nào học thì bạn nào làm thì cứ làm, bạn nào không làm thì thôi, cái đấy không ai cấm cả, đúng không? Bây giờ thầy sẽ ôn cho các bạn tất cả các tình huống về mặt phẳng đối xứng nhá. Thầy ôn cho các bạn tất cả tình huống mặt phẳng đối xứng, tại vì năm ngoái ấy và năm kia là có câu mặt phẳng đối xứng. Nó là một cái câu lý thuyết của khối đa diện cho nên là thầy cần các em phải nắm chắc được cái khái niệm này. Được không? Ok. Rồi. Thứ nhất là mặt phẳng đối xứng này. Thì nó phải thỏa mãn ba điều kiện, nó phải thỏa mãn đó là một cái mặt phẳng nằm trong khối đa diện và chia khối thành hai phần đối xứng nhau, thành hai phần đối xứng nhau đó. Nhưng thế nào đối xứng? Các em phải nhớ khái niệm đối xứng ấy là khái niệm phải thỏa mãn đó là vượt qua trung điểm và vừa phải vuông góc. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi làm rất nhiều hình nhá. Bây giờ mình bắt đầu đi làm rất nhiều hình này. Đấy à. Nào bây giờ sẽ làm rất nhiều hình nhá. Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước đôi một khác nhau, 3 kích thước đôi một khác nhau, tức là không có đáy nào là hình vuông cả. Đúng không? Sẽ có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Câu này như thầy đã dạy các bạn một lần rồi thì phải. 9 là gì nào? Thôi không cãi nhau nữa. Không cãi nhau nữa, 9 gì à? Không không cãi nhau nữa nhá. 9 gì? Bây giờ tập trung vào học thôi. Ai ai coi là gian lận thì cứ là gian lận, thế còn ai không coi thì thôi. Chuyện bình thường. Thầy không bảo các bạn dùng. Đấy là cách thầy ghi nhớ thôi. Đấy. Rồi. Nào có bao nhiêu mặt đối xứng này? Bây giờ các em phải nhớ là cái mặt đối xứng ấy, cái mặt đối xứng là mặt phải vừa đi qua trung điểm và vừa vuông góc đúng không? Thì đâu là những cái nơi mà đi qua trung điểm và vuông góc? Thì mặt thứ nhất nó là mặt ở đây. Các bạn có thể lấy các cái trung điểm của các cái cạnh bên này các bạn nối vào. Đây là mặt đầu tiên này. Đấy, đây là một mặt đối xứng này. Người ta gọi mặt phẳng này là mặt phẳng đối xứng đúng không? Tại vì là qua cái mặt phẳng này thì sẽ có vuông góc ở đây này và đi qua trung điểm B phải đối xứng với B này đúng không? A phải đối xứng với A, C phải đối xứng với C này. Mặt thứ hai này, ta lấy trung điểm ở đây này. Đấy, đó là cái mặt mà thầy vừa vẽ xong ở đây đúng không? Tại sao nó gọi là mặt phẳng đối xứng? Bởi vì là qua đây này, vuông góc này đúng không? Vuông góc đối xứng này, đối xứng này. Vuông góc này, trung điểm này, đối xứng này. Và mặt thứ ba đó là thầy lấy các cái trung điểm ở đây, bốn cái trung điểm ở đây. Đấy. Rồi, thầy lấy bốn trung điểm ở đây. Thế và các em sẽ thấy rằng là có sự vuông góc do đáy là hình chữ nhật mà. Hình chữ nhật cho nên là có sự vuông góc ở đây đúng không? Vậy chỉ có ba thôi đúng không? Hình hộp chữ nhật mà ba kích thước đôi một chỉ có ba mặt vuông góc, à ba mặt đối xứng thôi. À, mặt chéo này không phải nhá, các bạn phải lưu ý mặt chéo thì không không phải là mặt đối xứng đâu. Đấy nhá. Ok, mặt chéo này không phải đối xứng vì sao? Mặt chéo không phải đối xứng bởi vì là qua cái chéo này thì không có vuông góc ở đây, hình chữ nhật không có vuông góc ở đây cho nên không có đối xứng. 9B, 10 nào, bao trả lời đúng câu 10 nào. Sẽ là rất chắc kiến thức nếu bạn trả lời đúng câu 10. Nhá. Câu 10 ấy mà các bạn trả lời đúng thì phải nói thật là các bạn rất chắc kiến thức.
Nào, trả lời đúng cho thầy câu 10 nào. Câu 10 đáp án gì? 10 đáp án gì à? Hình hộp đứng có đáy là hình thoi có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng nào? Hình hộp đứng có đáy là hình thoi. Đề thi đại học người ta có thể hỏi các em bất cứ một khối hình nào và yêu cầu các em hiểu rõ bản chất của khối hình đó để các em tìm ra, chứ không phải là những cái khối hình trong sách mà các bạn hay đọc ở trên sách tham khảo đâu. Tất cả những cái khối hình đều có thể thi vào. Thì đây thầy đang giải thích cặn kẽ cho các bạn. 10 gì nào? 10 10 10 nào. Mười gì? Trả lời chính xác này, thề đi. Ở đây đang có chia thành hai, chia thành hai luồng này, một luồng trả lời A và một luồng trả lời B. Các bạn thề với thầy à? Trả lời một lần thôi, mười gì à? Rồi. A hay B nào? Rồi. Câu 10 ấy, đáp án như này này. Nha, rồi thầy vẽ bạn hình hộp đứng đúng không? Có đáy là hình thoi. Khi nó đáy là hình thoi thì mình có tính chất gì? Hình thoi có tính chất gì? Hình thoi thì bốn đỉnh nó không phải là bốn góc vuông đâu, đúng không? Nhưng nó có một cái tính chất khác. Đó là hai đường chéo vuông góc. Thứ nhất là đây các em phải lưu ý nó là lăng trụ đứng này, hình hộp đứng này. Như vậy ta có một mặt phẳng đối xứng đầu tiên, đó là mặt phẳng đối xứng khi ta lấy trung điểm của các cái cạnh bên. Nếu em lấy trung điểm các cái cạnh bên thì khi đó em được cái mặt phẳng đối xứng như thế này, đúng không? Đó. Đây là một mặt đối xứng. Vì sao đối xứng? Bởi vì nó đi qua trung điểm thôi. Và vì là lăng trụ hình hộp đứng cho nên là có sự vuông góc ở đây. Vừa vuông góc vừa trung điểm người ta gọi là mặt đối xứng. Thế còn cái mặt đối xứng nào nữa không? Ví dụ thầy hỏi các em, thầy lấy các cái trung điểm đây này thì có được gọi là mặt đối xứng không? Thì câu trả lời là không. Không, bởi vì là đây không vuông này, hình thoi mà. Hình thoi ở đây không vuông cho nên đây cũng không vuông được. Vậy nó chỉ đi qua trung điểm mà đi qua trung điểm mà lại không vuông góc thì không thể gọi đối xứng được. Mà đối xứng nó phải ở đây này. Đây. Đây đối xứng nó phải ở đây này đúng không? Tại sao cái mặt này người ta gọi là mặt đối xứng? Bởi vì hình thoi ấy, tại vì cái mặt này nó sẽ chia cái khối này thành hai phần. Do đó điểm B ở đây sẽ đối xứng với điểm D ở đây. Tại sao lại như thế? Tại vì rõ ràng hình thoi có tính chất là vuông góc tại trung điểm, hình thoi mà, đúng không? Cho nên cái mặt này này nó vừa đi qua trung điểm của BD nó lại còn vừa vuông góc với BD nữa. Vì vậy là đây được coi là một mặt phẳng đối xứng nhá. Như vậy mặt chéo này là mặt đối xứng thứ hai này. Và đương nhiên chéo thế này đối xứng thứ hai thì đây chéo thế này là mặt đối xứng thứ ba này, đúng không? Đó. Và như vậy chúng ta chỉ có ba mặt phẳng đối xứng thôi. Đáp án câu 10 là B nhá. Bao nhiêu bạn chặt tay nào? Bao nhiêu bạn chặt tay giơ tay lên nào? Bạn nào sai nào giơ tay lên nào? Rồi nhá. Thế là hội khuyết tật của mình được thành lập rồi đấy. Thầy nghĩ là sau câu hỏi vừa rồi là mình cũng đã thừa thành viên trong hội khuyết tật rồi. Bây giờ các bạn còn một tay nữa thì các bạn đặt cược vào câu 11 đi xem nào. 11 nào. Đáp án gì? Ai vừa bảo chặt tay chặt gì thì chặt hết đi còn gì nữa. Nói là làm đúng rồi đấy, các bạn nào bạn bảo nói là làm đấy. Bây giờ ấy, chặt bớt thì nó đỡ sai đi các bạn ạ. Cái bả tân vlog phải block bây giờ. Câu 11 nào, chóp tứ giác đều. Thế nào là hình chóp tứ giác đều? Chóp tứ giác đều là hình chóp mà có đáy là hình gì các bạn? Đáy là hình vuông đúng không? Và vì đáy là hình vuông cho nên nó có mấy mặt đối xứng đây. Đây vẽ nhanh nhá. Vì đáy là hình vuông này cho nên nó sẽ có từng ngày mặt đối xứng này. Mấy mặt nhỉ? 11 gì đây? 11 gì đây? 11 gì nào? 11 gì nào? Làng nước ơi.
Thì do đấy là hình vuông cho nên chúng ta sẽ có là cái mặt chéo này, mặt SAC là một mặt đối xứng này, đúng không? Tại sao lại thế? Tại vì là qua mặt này này, điểm B đối xứng với điểm D. Đối xứng bởi vì đáy là hình vuông. Hình vuông thì chỗ này là vừa trung điểm vừa vuông góc. Cho nên SAC là một mặt này. SBD tương tự cũng sẽ là một mặt này, đúng không? SBD là mặt đối xứng bởi vì qua đó A và C đối xứng với nhau. Tiếp theo lấy trung điểm ở đây và trung điểm ở đây. Đây. Thì cái SMN này cũng là mặt đối xứng này. Tại sao SMN được gọi là mặt phẳng đối xứng? Bởi vì là qua SMN này, nó dí vào trung điểm này. Và vì đấy là hình vuông cho nên đây là góc vuông này. Vậy vừa trung điểm và góc vuông, vậy SMN này cũng là mặt đối xứng. Đúng chưa? Và qua đây nữa, đấy, qua đây nữa, thì chúng ta lại có thêm một cái mặt đối xứng nữa. Thì gọi là SPQ đi. Và chúng ta chỉ có 4 mặt đối xứng đó thôi. 11 là B nhá. Ok. Được chưa? Đấy, giải 3 câu rồi chẳng lẽ không hiểu. 10 đúng không? 10 này, 11 này, tiếp tục nào. Lần này còn sai nữa ấy, thì khỏi thi đi nhá. Nào, câu này đã từng thi đại học một lần đây. Câu 12 đã từng thi đại học một lần. Hãy cẩn thận với cả đáp án của mình, nghĩ cho nó kỹ rồi hãy trả lời. Không, mình không nhiều cái để chặt như vậy đâu nhá. Nghĩ thật kỹ nào. Ủa lấy có thằng một sai mai làm cảnh sát. Úi giời. Nào 12 nào 12 nào 12 nào. Lăng trụ tam giác đều có tất cả cạnh bằng nhau thì có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 12 nào 12 nào. Không, hôm nay đại số thôi. Thầy đang giảng dạy cho các bạn về cái mặt phẳng đối xứng chứ không phải là toàn hình. Chút nữa thì các bạn có rất nhiều bài mà thầy dạy các bạn. Hôm nay đại số hay lắm. Hay đến cái mức các bạn không tưởng tượng nổi luôn. Đấy. Nhất là đại số ấy. 12 nhá. Lăng trụ tam giác đều này, giải này. Lăng trụ tam giác đều là một lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều, được chưa? Là một lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều. Ok. Nào thì có những cái mặt nào là mặt đối xứng này. Đầu tiên vì là lăng trụ đứng ấy, cho nên em lấy trung điểm của ba cạnh bên này này thì em sẽ được một mặt đối xứng này. Đây, trung điểm ba cạnh bên là một mặt đối xứng, đúng không? Tại vì sao? Tại vì đi qua trung điểm và vì lăng trụ đứng cho nên có sự vuông góc ở đây. Vậy vừa qua trung điểm vừa vuông góc thì người ta gọi là đối xứng một mặt này. Nào tiếp tục. Mấy mặt ở đây thì bây giờ bạn sẽ thấy như sau. Bây giờ thầy lấy trung điểm ở đây. Thì cái mặt này cũng được coi là mặt đối xứng này. Thầy gọi là MN nhá. Tại sao lại đối xứng? Bởi vì là các em thấy là qua cái mặt phẳng AMN A phẩy này này thì vì đây là tam giác đều cho nên nếu lấy trung điểm thì đây cũng sẽ có sự vuông góc. Như vậy B và C này, B và C đối xứng với cả qua AM này đúng không? Vậy đây được coi là mặt phẳng đối xứng khi BC đối xứng, B phẩy C phải đối xứng. Hai này. Như vậy là cứ ứng với mỗi một đỉnh này, cứ một đường cao của một đỉnh thì tạo thêm một mặt phẳng đối xứng này. Thế thì đường cao từ B cũng sẽ tạo ra một mặt phẳng đối xứng nữa. Và đường cao từ C cũng tạo ra mặt phẳng đối xứng nữa. Như vậy chúng ta có 3 mặt phẳng đối xứng tạo từ các cái đỉnh và một cái mặt nó nằm giữa này. Vậy 3 cộng 1 thì là 4. Vậy câu 12 là 4 mặt phẳng đối xứng, đúng không? Đấy. Đã từng thi đại học rồi đấy. Cho nên là nếu mà các em không trả lời được ấy thì tức là các em sai một câu rất là đơn giản. Và nếu mà các em hiểu được thì rõ ràng nó là một cái lợi thế quá lớn, tại vì biết ấy thì là rất là nhanh. Còn không biết thì không suy luận được đâu, được chưa? Vậy 12 chỉ có 4 mặt đối xứng thôi, được chưa? Rồi. Câu 13 thì có thể là khá là quen thuộc với các em đúng không? Câu 13 thì có thể là khá là quen thuộc với các bạn rồi. Thì bây giờ thì thầy hỏi cho lần nữa cho chắc thôi. Nào, thầy hỏi lần nữa cho chắc nào. 13 này, đáp án là gì nào? Số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều. Cái này khối lượng nó hơi lớn nên thầy không vẽ được. Nhưng mà thầy nghĩ có lẽ là nhiều bạn, các bạn lên trên Google các bạn search thì các em cũng sẽ thấy được cái đáp án của câu này thôi. Thì hình thầy sẽ trả lời luôn câu 13 đáp án là gì nào. Thầy nghĩ là đến câu này là có nhiều bạn là không còn gì để chặt nữa. Thế cho nên thầy có lẽ thầy sẽ trả lời thôi, được không? Rồi, ở đây ấy, câu khối mặt phẳng là 6 nhá. Khối tứ diện đều thì các bạn nên nhớ đi. Bạn nên nhớ nhanh được tại vì nó là một cái khối tiêu biểu. 5 cái khối đa diện đều thì bạn nên nhớ đi. Tại vì nó rất là tiêu biểu. Nó khối tứ diện là 6 mặt phẳng. Khối lập phương là 9 mặt phẳng, đúng không? 69. Ok. Tiếp tục nào, nhưng câu 14 này lại không phải khối đều này. Khối đều thì các bạn nên thuộc.
Nhưng những cái khối không đều thì các bạn phải suy luận. Nào, câu 14 nào. Nào, một bạn cho thầy câu trả lời. Đố bạn nào biết 14 đáp án là gì? Mười bốn nào các em ơi. Nhanh lên đến những cái bài đại số thật là hay nào. Nhanh mình cùng đến những cái bài đại số thật là hay ho nào. 14 gì nào? 14 gì? 14 gì? 14, 14. Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân nhưng lại không phải là tam giác đều. Ok, thì có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Ok, thì giả sử bài này nhá, nó là hình lăng trụ đứng cân tại điểm A nhá. Đứng nó rất là quan trọng đấy. Chỉ có đứng ấy, các bạn lưu ý này, chỉ có lăng trụ đứng ấy thì mới có cái mặt phẳng ở giữa này thôi nhá, là mặt phẳng đối xứng này. Tại vì chỉ có đứng thì mới có góc vuông, thì mới có góc vuông ở đây. Chứ còn xiên thì không lấy góc vuông đâu, mà không có góc vuông thì không đối xứng được. Như vậy là ta có một mặt phẳng đối xứng ở đây đúng không? Thế dữ kiện tam giác cân cho ta điều gì? Nào, dữ kiện tam giác cân cho ta điều gì? Đó là bây giờ mình lấy thêm cái trung điểm này. Giả sử cân tại A nhá, giả sử cân tại A thì em nối cái trung điểm này như cái câu trên thôi đúng không? Ta nối cái trung điểm này vào thì vì cân cho nên có sự vuông góc ở đây, vừa trung điểm vừa vuông góc. Vậy đây cũng là một mặt phẳng đối xứng, vừa đi qua trung điểm vừa lại có sự vuông góc nữa, đúng không? Nhưng mà chỉ có từ A thôi, hết rồi, không phải như cái đều đâu. Nên như vậy nó chỉ có hai thôi. Ok, 14 là D nhá. Rồi. Thầy thấy là khá nhiều bạn là các em cũng đã bắt đầu hiểu về khái niệm khối đa diện rồi. Như vậy là thầy nói thêm một lần nữa về khối đa diện, đó là bằng cái cách chúng ta có thể lưu vào máy tính để chúng ta học thuộc. Và cách thứ hai là bài toán thứ hai, bài phải mặt phẳng đối xứng nhá. Rồi. Nào, bây giờ chúng ta đến những cái câu 15, 16 là hai cái câu hình cuối. Sau đó thì mình sẽ đến những cái bài đại rất rất là hay. Được chưa? Nào, bây giờ bạn làm nhanh cho thầy câu 15, 16 đi. Thầy cần làm nhanh nhá. 15, 16 nào. Đáp án gì đây? Thầy quan trọng là các bạn phải hiểu vấn đề. Đi thi là không có sai câu dễ. Câu khó có thể làm được chứ câu dễ mà sai. Hay sau bấm máy tính nhá. Các em lưu ý này, đây là dạng min max đúng không? Min max nhiều ẩn. Với một câu min max nhiều ẩn này, một câu min max nhiều ẩn ta luôn có hai tình huống này. Nhiều ẩn tức là từ hai ẩn trở lên đấy, ta luôn có hai phương pháp. Phương pháp một đó là rút ẩn này theo ẩn kia. Rút ẩn này theo ẩn kia. Và phương pháp 2 đó là phương pháp đặt ẩn phụ. Nào, phương pháp 2 đó là phương pháp đặt ẩn phụ, đúng không? Thế thì bây giờ bài này nếu mà các em làm tự luận, nếu các bạn làm tự luận thì các em dùng phương pháp đặt ẩn phụ. Câu này thầy đã chữa trên cái bài giảng đề thi gì đó năm ngoái của trên YouTube của thầy rồi. Thầy đã chữa trên YouTube của thầy rồi nhá. Được không? Thế cho nên là cho anh em lên YouTube thầy xem nhá. Khoe các bạn thầy vừa được nút bạc YouTube đây. Biết YouTube thầy chưa? Biết YouTube thầy chưa? Này. Đấy nhá, những ai chưa biết này. Thầy Nguyễn Quốc Chí nha.
Các em tìm lấy thầy Nguyễn Quốc Chí chứa hầu hết các bài giảng thầy ở trên YouTube hết. Đấy. Ok. Đâu phản 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 động đâu? Rồi. Thế còn bây giờ thầy hướng dẫn các em cách xử lý máy tính nhá. Nếu dùng rút ở này theo kia này, chúng ta sử dụng máy tính được bằng phương pháp tự chọn hàm. Phương pháp tự chọn. Sao đơ à? Nào. Phương pháp tự chọn này, bây giờ các em quan sát này, A lớn hơn B lớn 1, đúng không? A lớn B lớn 1, thầy chọn B đi. Thầy chọn B 1,5 nhá. Đấy. Thế như vậy là từ đây ta sẽ có cái biểu thức này, nó chỉ còn một ẩn thôi, tại vì đang đang có hai ẩn mà. Thầy tự chọn một B đi. Thì nó sẽ là loga cơ số A chia cho 1,5, đúng không? Của A bình phương, tất cả bình. Rồi. Cộng với cả 3 lần loga cơ số 1,5 của A chia cho 1,5. Đây. Sau khi thầy chọn B 1,5. Đấy. Thế nhưng mà A thì lớn hơn B, A lớn hơn B. Cho nên là thầy sẽ biết là A nó phải chạy từ 1,5 đổ lên. Và thầy nghi ngờ ấy, chắc là AB nó cũng nhỏ nhỏ thôi, chắc nó nhỏ nhỏ thôi, tại vì các cái con số này cũng rất là nhỏ này. Như vậy thầy cho chạy đến 10 luôn đi. Thầy cho chạy từ 1,5 đến 10. Nghi ngờ thế, đúng không? Đấy. Thế như vậy là thầy chọn đấy nhá, và bây giờ thầy bấm vào mốc 7 này, thầy quét mốc 7 từ 1,5 đến 10 này. Mốc 7 này. Loga cơ số một bảy lốc xong rồi nhỉ, đây rồi lốc a a thì có ẩn x nhá, a thì có ẩn x nhá, x chia cho 1,5 nhân với x bình a bình này, xong tất cả bình này, tất cả bình thì bình ở ngoài nhá. Đấy. Cộng với cả 3 lần log log của 1,5 nhân với cả a chia cho 1,5. Đúng không? Rồi, đúng rồi đấy. Bây giờ thì nó chạy từ 1,5 đến 10 này. Step bằng 1,5 này. N là 10 này. Step là 10 trừ 1,5 chia cho 19. Cuối trừ đầu chia 19 này. Bây giờ thầy sẽ xem cái giá trị nhỏ nhất của nó là bao nhiêu nha. Bắt đầu quét này. Nhìn nhìn cùng thầy này. Nhìn cùng thầy này các em ơi. Giá trị nhỏ nhất này. À, càng ngày càng tăng này. Càng ngày càng tăng này. Càng ngày càng tăng này. Wow. Thế như vậy là 15 đúng không? 15,00. Thế giá trị nhỏ nhất của nó xấp xỉ 15 luôn. Vậy đáp án D. Đấy. Thì cái này là cách tự chọn. Và làm ở này thằng kia. Đúng không? 15D đấy. Tức là sau này ấy, nếu em thấy một cái biểu thức có nhiều ẩn thì em có quyền em chọn lấy một ẩn. Tất nhiên là phải chọn đúng điều kiện, đúng không? Ok. D đúng không? Rồi. Hiểu hiểu không? Hiểu không? Hiểu 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 không? Hiểu không? Giải tay thì lên này đi, giải tự luận lên YouTube thầy xem đi. Lên lên YouTube của thầy xem đi nhá. Tiếp tục 25 nào. 25 màu, 25 màu. Nhớ đến sắp đến lúc tặng quà rồi. Ui dồi ôi, chúng nó đi đâu hết rồi, không 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 lấy quà này. Nhanh 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 25 25 25. 25 bấm máy trước đi nhở. Tự tự làm tay nhá. Tự tự làm tay nhá. Bấm máy phát nhở. Log 3 của x này nhân với cả log 9 của x này. Rồi. Nhân với cả log 27, cái này trích đề thi đại học mà. Trích đề đại học mà nhân với cả log 81 của x này. Chuyển về sang -2/3 nhá. Shift solve. Rồi, bây giờ xem thu được góc bao nhiêu.
9 này, ok. Như vậy nghiệm đầu tiên là x bằng 9 nhá. Rồi. Tiếp tục nào, x bằng 9 này. Thế thì ô 9 thì chỉ có A hoặc C thôi. Nếu tổng các nghiệm này, tổng các nghiệm à nó cũng không biết được. À đúng rồi, x phải lớn không mà, điều kiện x lớn không này. Thế thì nếu còn nghiệm nữa ấy, nếu còn nghiệm nữa thì chỉ có thể A hoặc C thôi. Theo các em là A hay C? Nếu bằng cảm tính của các em nào? Nếu bằng cảm tính của các em thì các em sẽ chọn A hay C nào? Thằng B này bé hơn 9 mà, x dương này. Còn bây giờ muốn biết thì chính xác thì lùi lại này, đóng ngoặc có vào. Đóng ngoặc có vào. Chia đi, x trừ 9. Có nghiệm x bằng 9 rồi thì chia cái nghiệm này đi, nó sẽ không ra nghiệm này nữa. Xong ship solve này. Đấy. Theo các bạn A hay C nào, bằng cảm tính nhá. Thầy sẽ che cái máy tính này đi nhá. A hay C xem còn nghiệm không? Bảo bảo nhìn đáp án can can làm sao được, tính tổng các nghiệm ở đâu ra mà can bịp thầy. Ai C là nếu mà phải thế nào, C chắc à? Nè vẫn còn nghiệm này này, đừng bao giờ tin vào cảm tính của mình nha. Cứ mỗi lần mình nghĩ là đáp án gì thì hãy khoanh vào đáp án ngược lại, thì đó là cái cách random ấy. Rồi vậy còn một nghiệm nữa là 1/9, vậy x bằng 1/9 nữa, 9 cộng 1/9 là 82/9 nha. Rồi hàm ẩn nào, 37 làm nhanh thì hàm ẩn nào. Nhanh này, nhân chéo ấy, x nhân y sẽ bằng len x đúng không, sau đạo hàm này suy ra là x nhân y đạo hàm sẽ bằng len x đạo hàm. Đây là u nhân v nhá, u nhân v đây, u nhân v này, u phẩy v cộng u nhân v phẩy thì bằng len x đạo hàm là 1/x đúng nhá. Rồi đạo hàm tiếp nữa này, lại đạo hàm này, đạo hàm lần hai nhá, y cộng y nhân y phẩy này, đạo hàm tiếp này sẽ bằng 1/x đạo hàm. Và sẽ bằng này. Y phẩy ra thì là y phẩy. Thằng này lại u nhân v này, ông này lại u nhân v này. U phẩy v cộng u nhân v phẩy, y phẩy phẩy đây mà y 2 phẩy thì bằng bên này là -1/x bình. Đấy. Thế như vậy là chuyển vế sang, ta sẽ có là đây. 2y phẩy cộng x y phẩy phẩy thì bằng -1/x bình. Ok nhá. A đúng không? Rồi. 37A đúng chưa? Làm đấy cho nó nhanh. Nào dưới là hình vẽ của đồ thị trên. Rồi, 31 gì đây? Nào bây giờ nghe nhá. Thứ nhất này. Rồi rồi nghe. Nguyên tắc làm trị đối này, nguyên tắc làm đồ thị có dấu trị đối nhá. Đó là ta phải đi từ đồ thị gốc trở lên. Đó là ta phải đi từ đồ thị gốc trở lên, đúng không? Thế lúc này thì ta thấy là phải đi từ gốc, đi từ y bằng fx trở lên. Đấy. Thế bây giờ mình muốn làm được cái thằng này ấy, muốn làm được ông này này, em phải vẽ được cái thằng
Em phải bước 1 em phải vẽ được thằng chưa có dấu trị thôi đã. Thì đầu tiên này, em phải vẽ được cái đồ thị hàm số y bằng x trừ 1 trên x cộng 1 đã. Bạn phải có được cái thằng này thì bạn đi từ đồ thị gốc bạn đi lên. Đây thầy sẽ vẽ nhanh cho các em nhá. Nào bây giờ mình sẽ vẽ cái gốc này. Đồ thị này của em có tiệm cận đứng là x bằng âm 1. X bằng âm 1 này, đây, âm 1 đây. Và có tiệm cận ngang là y bằng 1. Rồi, 1 nhá. Tiếp theo nào. Y phẩy này, thầy tính nhanh y phẩy này. Y phẩy này sẽ bằng 2 trên x cộng 1 tất cả bình, tức là hàm này là hàm đồng biến đi lên. Theo chiều từ trái sang phải mà đi lên đấy. Theo chiều từ trái sang phải mà đi lên, đồng biến mà thì nó phải đi nhảy, đúng không? Đấy. Rồi, tiếp theo. Cho x bằng 1, cho y bằng 0 thì x bằng 1. Đây nó phải đi qua đây. Cho x bằng 1 thì y bằng 0. Rồi. Ok, đây, đồ thị của các em trông như này. Đồ thị gốc nhá. Rồi. Sau đó này, từ đồ thị gốc ta biến đổi như sau. Là bây giờ xét đồ thị trên. Y bằng, đây là 1 nhá. Tại vì cho y bằng 0 mà, y bằng 0 thì x bằng 1 mà, đi qua điểm 0 1 này. Xét hàm số này, trị đối với x trừ 1 trên x cộng 1. Thì phá dấu trị đối nó sẽ có hai trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là đồ thị hàm số này sẽ bằng chính nó là x trừ 1 trên x cộng 1, sẽ bằng luôn chính nó nếu phần bên trong này lớn hơn không, có đúng không ạ? Nếu phần bên trong này, nếu phần bên trong này lớn hơn không, tức là x sẽ lớn bằng 1. Rõ ràng hàm trị đối của nó này, hàm trị đối sẽ bằng chính nó nếu phần ruột bên trong trị đối này dương, x trừ 1 dương, tức là x lớn bằng 1. Và đồ thị trị đối này sẽ bằng âm của nó, âm của x trừ 1 chia cho x cộng 1 nếu phần bên trong này là biểu thức âm, tức là x trừ 1 nhỏ hơn 0, tức là x bé hơn 1, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Thế bây giờ này, dựa vào đây ta vẽ nhau. Nào, dựa vào đây ta vẽ nhau. Ban đầu này. Đấy nhá, dựa vào đây ta sẽ có này. Những cái nét đồ thị mà x lớn hơn 1, những nét đồ thị x lớn hơn 1 thì ta giữ nguyên như ban đầu. Ban đầu của mình là đây đúng không? Ban đầu đây này. Thì nếu x lớn hơn 1 thì ta giữ nguyên lại. Đây là x bằng 1 này, các em tập trung này. Đây là x bằng 1 này. Vậy lớn hơn 1, cái miền lớn hơn 1 là cái miền ở bên tay phải số 1 đây này. Thì ta phải giữ nguyên cái này. Ta phải giữ nguyên cái này. Đây. X lớn hơn 1 mà, thì chúng ta phải giữ nguyên nó, giữ nguyên cái này. Thế còn nếu x nhỏ hơn 1 này, nếu x nhỏ hơn 1, nếu thuộc miền x nhỏ hơn 1, chúng ta phải lấy đối với nó. Tức là ban đầu nó đang nhảy thì bị lấy đối. Cụ thể hơn này, nếu nhỏ hơn 1 tức là nằm bên trái này, ban đầu nó như này này thì sẽ bị lấy đối. Lấy đối tức là đang ở đây này sẽ bị hất lên. Đang ở dưới này này sẽ bị hất lên dương này, đối này. Đấy chưa? Rồi. Tiếp theo này, nét này đang ở đây này, nét này đang ở đây này thì bị lấy đối tại vì nó thuộc miền nhỏ hơn 1 mà, lấy đối xuống. Đây này. Đấy. Rồi. Và như thế là ta sẽ có cái đồ thị là nét màu xanh này. Đồ thị là nét màu xanh này. Vậy đáp án phải là D. D chứ. Đáp án D sao lại A được nhở? D chứ sao lại A được? Nhắc lại nhá. Nếu x nhỏ hơn 1 ta lấy đối, đối tức là bài toán này cho biểu thức f phẩy. Từ từ đã, mẹ thầy gọi có ăn cơm không? Từ từ trả lời mẹ đã. Rồi, tiếp tục. Cho biểu thức f phẩy x mà hỏi fx. Đây, cho biểu thức liên quan đến f phẩy mà hỏi f2, f2 tôi hỏi fx ấy đúng không? Có fx thì mới có f2 chứ.
thì đó là bài toán nguyên hàm. Cho f phẩy mà hỏi fx, đó là bài toán nguyên hàm, đúng không? Thế bây giờ nhiệm vụ các em là phải khai thác cái dữ kiện này để tính nguyên hàm ra. Nào, nhưng làm thế nào để tính được nguyên hàm này? Làm thế nào để tính được nguyên hàm này thì thật sự là khó luôn. Nếu các em tiến hành nguyên hàm hai vế luôn ấy, nếu các em tiến hành nguyên hàm hai vế luôn ở bài này thì nó lại thành câu cơ bản. Thầy đã để nó ở câu 40 ấy, tức là nó khó. Nếu em nguyên hàm luôn thì bài toán không làm được đâu mà. Đấy. Rồi, bây giờ để có thể nguyên hàm một ngày, bạn làm như sau nhá. Chuyển vế đi. Chuyển thằng này sang và chuyển thằng này sang này. X nhân f phẩy x cộng, xin lỗi các bạn, x nhân f phẩy x trừ đi fx sẽ bằng, chuyển thằng này sang, 2x mũ 3 trừ đi 3x bình phương cộng với 3x bình phương. Rồi, bước 1 này, chuyển này, chia hai vế cho x bình, ta được x nhân f phẩy x trừ đi fx và chia cho x bình sẽ bằng, cụm này chia x bình này, 2x cộng 3. Rồi. Bây giờ ở đây có một cái kỹ thuật như sau. Các em còn nhớ công thức U trên V đạo hàm không? U trên V đạo hàm thì bằng gì? U phẩy V trừ đi U V phẩy chia V bình. Bây giờ các em nhìn vai trò này. Nếu thầy đặt Fx là U và X là V thì em xem này, Fx là U này. Đây có đúng là này, theo nhịp tay thầy chỉ nhá, U phẩy nhân V trừ đi U, U chính là Fx, nhân V phẩy X phẩy, X phẩy là 1 đây này, X phẩy là 1 đây này, chia V bình, đúng không? Vừa khớp luôn, hai này khớp nhau. Như vậy là bản thân biểu thức này chính là U trên V đạo hàm, Fx trên X đạo hàm. Đây, từ đây này, các em thể suy ra này, cái biểu thức này chính là fx trên x tất cả đạo hàm, chính là vế trái. Đọc lại nhá, u phẩy v trừ u nhân v phẩy là x phẩy chia cho mẫu bình, đúng không? Rồi sẽ bằng 2 cộng 3. Đấy. Và bây giờ mới lấy nguyên hàm hai vế. Nguyên hàm của fx trên x tất cả phẩy sẽ bằng nguyên hàm của 2 cộng 3. Mà được học nguyên hàm của đạo hàm nguyên hàm của f phẩy thì bằng fx. Nguyên hàm của đạo hàm chính là fx mà. Vậy nguyên hàm thằng này chính là fx trên x. Nguyên hàm của phẩy chính là thằng hàm số này. Nguyên hàm bên này là x bình phương cộng 3x cộng c. Được chưa? Và khi đó ta suy ra được fx sẽ bằng, nhân chéo lên, x bình phương cộng x mũ 3 cộng 3x bình phương cộng cx. Đấy. Thế ta tìm được fx rồi, đúng không? Bây giờ thay f1 bằng 4 này, ta có f1. F1 thì bằng 1 cộng 3 cộng c và bằng 4. Đầu bài cho f1 bằng 4 này các em này. Như vậy suy ra c bằng 0. Vậy fx bằng x mũ 3 cộng 3 bình phương cộng cx là cộng 0 là hết rồi. Vậy suy ra tiếp f2 mà đầu bài người ta hỏi. 2 mũ 3 là 8, 8 cộng với cả 12 là 20. Ok, c. Hiểu bài chưa? Rồi nhá. Đây là câu 40. Hiểu bài chưa? Kỹ thuật cả đây đúng không? 41. Nào, đừng ngủ vội. 41 nào. Cho cấp số cộng trên và cấp số cộng VN, mỗi cấp số cộng của 2018 số ạ. Hỏi có bao nhiêu số có mặt cả hai số trên. Ừ.
Câu 41 à? Cho 2 cấp số cộng. Đây, nó là câu 48 trong đề minh họa đây. Bài này mà giải tự luận thì phải vẽ, thậm chí là các em phải vẽ đồ thị ra này, xong rồi các em cho tương giao cắt 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 các thứ. Nói chung là đấy. Bây giờ hướng dẫn các bạn nào. Thầy đã dạy câu này mấy lần rồi, nhưng ngày hôm nay thầy dạy các bạn cách trắc nghiệm của câu này. Được không? Nguyễn Việt Long mấy giờ thầy chuyển sang dạy văn á? Đâu dạy văn đâu nhỉ? Mình có dạy văn đâu. Học đây, học đây. Nào, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa nào? Nghe nhá, sẵn sàng chưa? Chia sẻ với đi nhá. Rồi, bắt đầu làm này. Hàm số trên đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Rồi, bắt đầu làm nhá. Ở quên, xin lỗi các bạn, có một vài các bạn đã cụt tay từ lúc đầu giờ rồi không giờ được, xin lỗi các bạn nhá. Không cố ý nhá. Rồi bây giờ giải thôi. Để hàm số đồng biến. Hàm số đồng biến tức là y phẩy phải lớn nó bằng 0, đúng không? Bây giờ tính y phẩy đây này. Y phẩy thì bằng thầy phẩy ra dễ rồi, 3 lần f phẩy của x cộng 2 trừ đi 3 x bình phương cộng 3, đúng không nhá? Hết rồi, hết bài rồi. Thử. Bây giờ này, thử đáp án. Đó. Đáp án A. Nào, đáp án A này. 1 đến dương vô cùng, chọn x bằng 2 đi. Đấy, chọn x bằng 2. Đúng không? Thay vào y phẩy. Y phẩy sẽ bằng nào. 3 lần x bằng 2 thì vào đây này, nhìn này, x bằng 2 này. 3 lần f phẩy tại 4 trừ đi 2 thay vào đây. 3 x 2 là 3 x 4 12 trừ đi 12 cộng 3. Rồi, so xem bao nhiêu dương này. F phải tại 4 này, F phải tại 4 bằng 0 đúng không? F phải tại 4 thì bằng 0. Vậy đây là 0. 3 x 0 trừ đi 12 cộng 3 thì nó bằng âm 9. Như vậy là y phải tại đây là âm 9, âm 9 nhỏ hơn 0. Sai, tại vì hàm số đồng biến mà. Sai, đúng không? Tiếp theo thử đáp án B này. Âm vô cùng đến âm 1 nào. Chọn đi, âm vô cùng đến âm 1, chọn x bằng âm 2 nhá. Thay này. Y phẩy sẽ bằng âm 2 thay vào đây. 3 lần f phẩy tại âm 2 thay vào đây, âm 2 thay vào đây 0 rồi. Trừ đi âm 2 thay vào đây là trừ đi 3 x 4 đúng không? 3 x 4 là 12 này. Cộng 3 bằng. Nào f phẩy tại 0 này, f phẩy tại 0 rồi. F phẩy tại 0 ở đâu? 0 đây này. F phẩy tại 0, 0 đây đúng không? Thì nó là âm. Âm này, 3 nhân âm trừ đi 12 cộng 3 thì âm hay thì dương? Chắc chắn âm luôn. Âm. Sai. Đúng không? Đấy. Thế thôi. Bây giờ C này. Nào, thử C nhá. Lấy thêm nháp này. Âm 1 đến 0 này, chọn x bằng âm 0,5 này. Như vậy là y phẩy sẽ bằng nào, 3 lần f phẩy của âm 0,5 thay vào đây là 1,5 trừ đi 3 nhân với cả âm 0,5 bình phương là 1/4 và cộng 3. Rồi. F phẩy âm 1,5 này, âm 1,5 à 1,5 này, đây 1,5 đây, dương. Dương trừ đi 3/4 cộng 3 chắc chắn dương. Như vậy là bằng C này, dương. Đúng rồi, làm đồng biến là y phẩy dương C. Thế thôi. Mất thời gian nha. Thế đùa mà. Thôi thế là nhanh rồi.
Thanh. Đùa chứ cách này nó dễ mà nhỉ. Không mấy thằng xin đầu của mình cái này. Mệt mỏi. Thử đi, thử thử câu này đi. Thử đi, thử thử nhiều nó nhanh mà. Thử thử tiếp câu 38 đi. Thử câu 38 đi. Tham số đi, tính cái khác. D làm sao đúng được? A mà đã sai thì cái quan trọng là nó không cho hình vẽ chứ. Nhiều bạn lại bảo là có hình vẽ thì cho nó nhanh. Cái quan trọng là nó không cho hình vẽ được. Không cho hình vẽ thì ông vẽ ra thì nó mất thời gian không? Ừ thì thôi, tùy từng câu chứ có ai bảo là làm từ này nghe này. Ở đây không, đây đang bảo là không phải là làm một tất cả các câu, tùy từng câu thôi. Đúng không? Nhưng thôi thêm một kỹ năng nào thì hai kỹ năng đó. Thử nhá, thử nhá. Nhắc lại này, nó đâu bảo là làm một tất cả các câu. Thêm một kỹ năng nào hay kỹ năng đó, thế thôi, đúng không? Giời đất ơi. Khổ lắm cơ. Thay được cái nào đi thì. Con thầy thử hộ không? Con thầy thầy thử hộ không? 38 con thầy thử hộ không? Bọn này nói chuyện bọn này mệt mỏi quá. Dậy, thôi được rồi. Ai 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 không dùng cái đấy thì thôi, ai không dùng cái đấy thì thôi nhá. Cứ làm tự luận đi, thầy đã dạy tự luận rồi mà. Chán lắm cơ. Đây, còn 2.400 các chiến sĩ và các liệt sĩ đây. Không biết liệt sĩ nhiều hơn hay chiến sĩ nhiều hơn đây. Đâu rồi mấy bạn cụt tay đâu rồi? Nào mấy bạn cụt tay mình thử đi xem nào. Thử đáp án gì à? À tùy nhá, tùy tùy. Đấy, cho thử nhá, chụp lại màn hình mà thử. Ok. Hay giời. Buồn ghê không? Này câu hàm hợp này hay cực kỳ luôn nhá. Câu hàm hợp này hơi bị hay luôn. Ai nhân 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 tiện hàm hợp phải làm luôn nhá. Nào, 42 này, hay vãi chưởng luôn. Nghe giảm bấm máy sao không?
Rồi rồi nhá, thử hộ nhá, thử nốt phát này thôi. Chán lắm. Nể chúng mày cụt tay tao mới thử hộ đấy. Chúng mày mà còn tay còn lâu đi. Nào thử hộ nhá. Mấy anh liệt sĩ này mệt mỏi mấy anh lắm. Nào thử. Bây giờ tính y phẩy nhá. Y phẩy này u phẩy v đúng không? U phẩy là trừ 1 là 2 nhân với f phẩy của 2 trừ x cộng với 2x đúng chưa? Nào bây giờ thử nào. Đáp án A này, lấy x bằng âm 0,5 thay vào đây. Thế thì y sẽ bằng, y phẩy sẽ bằng này 2 này nhân f phẩy của 2,5 cộng trừ đi 1 đúng không? 0,5 theo đây mà trừ 1. F phẩy 2,5 ở đâu? Đây 2,5 này, 2 đúng không? 2,5 đây, F phẩy đó đây. Đây là F phẩy của 2,5. Âm, âm trừ 1, âm. Chắc chắn luôn âm, âm âm trừ 1 âm. Hết bài rồi. À, thấy chưa? Nào, 36 hay 37? 36 hay 37 đây? 36 37 nào? 36 hay 37 đây? Ok, 36 nhá. Ngay hướng dẫn 36 này. Rồi, 36 thì hướng dẫn các bạn là phương pháp... mò nhá. Mò mẫm. Đây, chung bài này khá là khoai. Thì mình sẽ làm phương pháp mò mẫm. Bây giờ người ta hỏi tích phân này bao nhiêu ấy, mình sẽ mò ra này. Bằng cách là dựa vào cái dữ kiện trên, đúng không? Là dựa vào dữ kiện trên. Đấy. Thế thì mình sẽ có này. Các em quan sát thấy đây là biểu thức bậc 2 đúng không? Đây là fx này, còn đây là f phẩy bình phương này. Như vậy chúng ta có thể mạnh dạn dự đoán fx là biểu thức bậc 2. Đoán fx là bậc 2. Đó. Tại vì bậc 2 ấy phẩy ra bậc 1, bậc 1 bình phương lại là bậc 2, bậc 2 cộng bậc 2 thì lại ra bậc 2, đúng chưa? Mình đoán như vậy, đúng không? Đấy, thế thì mình sẽ xử lý nhanh này. Nhanh lên này, câu 37, câu 37 này thề với các bạn. Nhanh vãi cả trường luôn đấy. Không cần phải vẽ đồ thị, thầy lấy một cái này không cần vẽ đồ thị luôn. Rồi thôi, mò nhá, làm mẫu cho các bạn nhá. Hàm số fx sẽ bằng mò thôi, ax bình phương cộng b cộng c. Giống như cái cách mình mò việc bấm máy ấy. Thế xong giải nó ra thôi. Và như vậy thì ta sẽ thu được này. Thay vào đây. AX bình phương cộng B. À xin lỗi các bạn, F phẩy thì là 2A cộng 2AX cộng B. F phẩy ấy 2AX cộng B tất cả bình phương cộng với 4 lần FX. Nhá. Thì bằng bên này là 8X bình phương cộng 16X trừ đi 8. Đó. Nhân phá ra này, đây là 4A bình X bình cộng với cả 4 lần a bx cộng với b bình cộng với cả 4 lần ax bình cộng với cả 4 lần bx cộng 4c. Đấy. Nhóm với thằng x bình với nhau. 4a bình cộng 4a nhân với x bình. Nhóm thằng x với nhau là 4ab cộng 4b nhân x. Và nhóm số tự do với nhau cộng b bình cộng 4c. Rồi, như vậy là ta có hai biểu thức bậc 2, ta có hai biểu thức bậc 2 bằng nhau thì ta đồng nhất hệ số. Đồng nhất hệ số thì ta sẽ thu được bằng nhau khi từng hệ số bằng nhau một, hệ số x bình bằng hệ số x bình bên này.
và hệ số của x này bằng với hệ số x bên kia là 16, và số hàng tự do này bằng với số hàng tự do bên này là âm 8, đúng không? Và đây ta giải hệ thôi, giải ABC thôi. Đây thì thầy có thể giải nhanh cho các bạn nhé. Ở đây A thì các em thu được đó là A sẽ bằng 0 và A sẽ bằng 1. Xin lỗi các bạn. A bằng 1 và A bằng trừ 2. Đúng không? A 1 và A trừ 2. Thế là với A bằng 1 đi. Với A bằng 1 mà thầy thay lại vào đây, 1 thay vào đây. Thì tức là 4B cộng 8B, 8B bằng 16 thì B bằng 2. B bằng 2 mà thay vào đây, 4, 4 cộng 4C bằng trừ 8. Quái thế nhỉ. 4 trừ 8 là 12, C bằng trừ 3. Như vậy là Fx sẽ bằng x bình phương cộng 2x trừ 3. Rồi, đây là Fx mình mò ra. Sau đó còn một trong một dữ kiện đó là F1 bằng 0. Thử này, thử F1. F1 đây này, 1 cộng 2 trừ 3 thì bằng 0 thật. Ồ, bằng 0 thật luôn đấy. Đấy, thế đúng rồi. Vậy là mình mò thành công, đúng không? Vậy cái nó mò thành công. Vậy đây, lúc này thì mình lấy cái fx này mình thay vào đây thôi. Vậy bài toán của mình là tích phân từ 0 đến 1 của x bình cộng 2x trừ 3 nha. Đấy, và các bạn bấm máy nhá. Đó là phương pháp mò mẫm. Khi mà mình không biết làm thì mình mò ra cái hàm số đó. Chúng mày mò mãi thì còn gì nữa. Trừ 5 phần 3 đúng không? Thực ra mình đã mò rất nhiều trong những bài bấm máy ấy, thì bài này không mò được ngay thôi thì mình sẽ làm như vậy, đúng không? Ok. Ok, cái này là mò theo kiểu khoa học. Ừ, đúng rồi, cũng nói cũng chính xác Nguyễn Trơn. Ừ. Đặng Viên Hiển, thật ra không còn điều kiện nếu start step thoải mái. Sai rồi, thế là không hiểu rồi. Đặng Viên Hiển nói vậy là không hiểu về vấn đề table rồi. Có những cái khoảng cách dù chỉ rất nhỏ thôi nó sẽ thay đổi cả đáp án. Nên đã làm ấy là phải làm chính xác, còn không làm thì thôi. Nhắc lại này, đã làm thì phải làm chính xác, còn không một à không không làm thì thôi nhá. Lớn hơn âm 1 đi từ âm 1 cộng 0.001. Được chưa? 34 nào. Câu 34 nào. Bây giờ thầy hướng dẫn các bạn làm câu 34 này theo cách đặt trục nhá. Thôi nghe nào. Bây giờ thầy hướng dẫn các bạn làm câu 34 này theo cách đặt trục tọa độ. Tại vì nhiều bạn không biết vẽ hình, nhiều bạn không biết vẽ hình thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách vẽ hình nhá. Được chưa? Nhưng bài này thì thầy muốn thầy đã quay sẵn video rồi, thầy đang hơi phê. À xin lỗi các bạn. Đang hơi không được tỉnh táo lắm thì các em xem một thầy cái video này nhá. Câu 34 nhá. Rồi. Thầy cũng chữa rồi mà. Trên kênh YouTube của thầy ấy, thầy đã chữa hết rồi đấy. Trên kênh YouTube của thầy đã chữa rồi. Xem tạm nhá. Rồi ok. Vẽ hình trước đã. Và cách làm thì mình sẽ từ hình mình sẽ đẩy ra cách làm sau. Đây là một cái lăng trụ xiên. Bởi vì cái bài toán này họ rõ ràng là họ cho hình chiếu. Lúc này nó cho trước cả hình chiếu rồi, trùng với trọng tâm mà. Thế nên mình sẽ vẽ trọng tâm trước. Đấy là tam giác đều này, A, B, C. Do thì mình vẽ trọng tâm ra nó đều thì vẽ dễ thôi đúng không ạ? Mình vẽ một cái đường cao AH vào đây. Tức là rơi trung điểm này. Do là mình lấy tỷ lệ 2 phần 3 ra. Gióng thẳng lên thì ta sẽ được điểm A phẩy. Nối A với A phẩy vào. Nối A với cả A phẩy vào thì mình đây lấy A phẩy làm gốc nhá. Mình vẽ những cái cạnh song song và bằng nhau này. Đó. Đây. Đấy, nguyên tắc vậy là trụ xiên như vậy thì hình nó vừa nhanh nó vừa đẹp. Thầy tạm gọi cái gốc trọng tâm này G nhá. Mình vẫn quen hay gọi trọng tâm là G mà. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm bài. Đấy thì là cái tam giác đều cạnh A. Bài này nó có một cái dữ kiện mà khiến cho nhiều em các em có thể là các em không làm được.
thậm chí là các em không vẽ được hình. Đó là họ cho trước khoảng cách giữa đường thẳng A phẩy và BC thì bằng A căn 3 trên 4. Rất nhiều bạn là kiến thức về cái dựng khoảng cách là không tốt. Thế cho nên là ở đây thầy ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em một cái phương pháp mà các em cũng không cần phải vẽ khoảng cách ra làm gì cả. Chúng ta sẽ dùng tọa độ hóa để chúng ta tính ngược lên. Câu hỏi bây giờ là tính thể tích của khối lăng trụ. Ở đây thì với đáy là tam giác đều cạnh A thì các em đều đã có được mà gì nhỉ? Các em đều đã có được đường cao rồi. À sẽ nói diện tích đáy rồi. Vậy bây giờ ta cần đường cao thôi. Thế lúc này thì mình sẽ gọi đường cao này, để có được thể tích khối lăng trụ thì ta cần đường cao, và ta sẽ gọi đường cao là x luôn. Đây, ta gọi đường cao A'H này là x. Và bây giờ thì mình sẽ dùng tọa độ hóa, phép tọa độ hóa thầy đã dạy trong khóa học để chúng ta tọa độ hóa lên cái hình này. Vậy thầy vẫn dạy các em là khi các em tọa độ hóa thì mình nên chọn gì làm gốc tọa độ các em? Mình nên chọn chân đường cao đúng không? Tức là ví dụ bài này là G đây, G mình chọn là gốc tọa độ này. Như vậy là ta luôn có luôn là cái GA phẩy này do đường cao nên mình vẫn quy định nó là trục OZ cho nó dễ, đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ chọn bừa một cái trục OX. OX thì chỉ cần xuất phát từ G được, xuất phát từ G. Vẽ phương trình được. Mình sẽ ưu tiên vẽ hình trước đã. Và cách làm thì mình. Vậy thầy vẫn dạy các em là khi các em tọa độ hóa thì mình nên chọn gì làm gốc tọa độ các em? Mình nên chọn chân đường cao đúng không? Tức là ví dụ bài này là G đây, G mình chọn là gốc tọa độ này. Như vậy là ta luôn có luôn là cái GA phẩy này do đường cao nên mình vẫn quy định nó là trục OZ cho nó dễ, đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ chọn bừa một cái trục OX. OX thì chỉ cần xuất phát từ G được, xuất phát từ G. Thì đây, OX đây xuất phát từ G này. Đấy. Rồi. Thì mình sẽ có đây là G OX đi, đúng không? OX. Thì sau đó thì bây giờ còn OI. OI thì theo nguyên tắc OI nó sẽ nằm dưới và nó sẽ phải vuông góc với OX. Vậy bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường xuất phát từ gốc mà vuông góc với OX. Ở đây thì để vuông góc với OX, OX chính là cái AH luôn này. Để vuông góc với OX thì các em bắt buộc các em phải song song với BC. Bởi vì BC nó đang vuông góc sẵn với cả OX rồi. Cho nên là mình sẽ vẽ một đường song song với BC. Đây. Các em sẽ vẽ giúp thầy một đường song song với BC. Thì mình sẽ tạm gọi đó là GI. Ví dụ thầy hướng chiều dương sang bên này nhá. Đó. Như vậy là thầy đã có đủ bộ ba của ba trục, đó là trục OZ, trục OX và trục OY. Nhiệm vụ bây giờ thầy là đi tìm ra tọa độ của các đỉnh nữa là xong. Bây giờ thì cùng nhau đi tìm tọa độ các đỉnh nhá. Cũng dễ thôi mà. Trước hết là thầy có G thì là 0,0,0 do là gốc tọa độ. Đấy nhá. Tiếp theo thì thầy sẽ tiếp tục có là điểm A này thì cũng dễ này. A thuộc trục OX, OX như vậy là Y với Z bằng 0 đã. Còn AG này chính là tọa độ X của nó. Còn AG này thì nó bằng 2/3 AH, mà AH thì là A căn 3 trên 2 đúng không? AH là A căn 3 trên 2, như vậy AG 2/3 ở A căn 3 trên 2 là A căn 3 trên 3. Thì thầy tạm gọi là căn 3 trên 3 thôi, đúng không ạ? Đấy, tiếp tục. Bây giờ điểm B và điểm C nào. À, còn một điểm nữa khá dễ là điểm A phẩy. A phẩy là 0,0x vì mình đang tự coi điểm A phẩy là x. B điểm B nhá, thầy vẫn dạy các bạn này. Muốn tìm hoành độ điểm B, ta gióng vuông góc xuống trục hoành. Sau đó ta kéo về gốc thì cái đoạn kéo về gốc này sẽ chính là hoành độ của nó. Trục hoành bây giờ chính là trục OX, bây giờ chính là đoạn AH. Vậy ta dựng BH vuông góc với trục OX. Xong từ H ta kéo về gốc là HG. HG này kéo về gốc thì đoạn HG này bằng bao nhiêu? Theo tính chất trọng tâm thì đoạn HG này sẽ bằng 1/2 của đoạn AG này, tức là nó là căn 3 trên 6. Căn 3 trên 6 mà đây là, tại vì thằng này là căn 3 trên 3 mà, thì chia 2 là căn 3 trên 6. Nhưng mà lại theo chiều âm, chiều dương hướng bên này chiều âm, như vậy là trừ căn 3 trên 6. Không. Rồi, đấy là x. Bây giờ muốn tìm y. Muốn tìm y của B thì từ B ta hạ vuông góc xuống OY. Đây em hạ một đường vuông góc xuống OY, đúng không? Xong kéo về gốc thì cái đoạn kéo về gốc này chính là tọa độ y của B. Nhưng cái đoạn này thì mình sẽ cho nó bằng đoạn BH. Gióng thì song song sẽ bằng đoạn BH. Mà BH thì là A trên 2. Như vậy nó là 1/2 và không. Như vậy ta có được điểm B rồi. Và lúc này điểm C nữa thôi. C thì có một cách làm tương tự. Đó. X của nó sẽ trừ 3 căn 3 trên 6. Nhưng Y lúc này chiếu xuống đây là chiếu trục âm. Như vậy là âm 1/2 và không. Và như vậy là những cái điểm tham gia vào bài toán thế là xong. Tại vì bài toán này người ta cho khoảng cách giữa A phẩy và BC. Thì mình đã có được A phẩy và BC rồi. Nhưng để làm được cái bài toán này thì ta cần biết cái công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng. Ở đây thầy sẽ viết lại công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng trong hệ tọa độ không gian cho các em. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau sẽ bằng trị rối của tích có hướng U1, U2
nhân với M1, M2. Trong đó thì U1, U2 là chỉ phương của hai đường thẳng này. Còn M1, M2 tức là lấy một điểm thuộc delta 1 nối với một điểm M2 thuộc delta 2. Và ta chia cho độ dài tích có hướng của U1 và U2. Đây là công thức gốc. Và bây giờ thì từ cái công thức gốc này thì mình sẽ suy ra khoảng cách giữa hai đường thẳng A phẩy và đường thẳng BC sẽ bằng. Chỉ đối này, hai vector chỉ phương chính là vector A phẩy và vector BC luôn. Nhân với cả vector AB, tức là thầy sẽ lấy một điểm thuộc bên này nối với một điểm thuộc bên này. Điểm này là điểm A và nối với điểm này là điểm B. Chia cho độ dài tích có hướng của A phẩy và BC. Đó. Và bây giờ mình bắt đầu mình áp dụng công thức vào nhá. Bây giờ mình bắt đầu lắp cái công thức này vào. Bây giờ trong công thức này ta cần có vector A phẩy. A phẩy mình lấy A phẩy trừ A đi. A phẩy trừ A này. Trừ căn 3 trên 3. 0 và x. Vector BC. Lấy C trừ B. C trừ B thì là 0. Trừ 1 và 0. Và bây giờ ta tính tích có hướng. Mình đang cần cái công thức tích có hướng này. Tích có hướng của A phẩy và BC sẽ bằng nhân chéo cái cột thứ nhất này. 0 x 0 là 0 này. 1 x 1 x, đúng không? Cái cột thứ hai này, 0 này, 0 này. Cột thứ ba này, căn 3 trên 3. Rồi. Tiếp theo mình cầm vector nữa là vector AB. AB thì lấy B trừ A đi. B trừ A. Trừ căn 3 trên 6 mà trừ đi căn 3 trên 3. Trừ căn 3 chia 6 mà trừ đi căn 3 chia 3. Bằng trừ căn 3 trên 2. Rồi, đây trừ đây 1/2 và 0. Như vậy mình nhân vô hướng với AB này, tức là nhân vô hướng với trừ căn 3 trên 2 1/2. Hết. Rồi, dưới mẫu nào, chia độ dài tích có hướng của vector này. Vector này sau khi tính ra ở đây, như vậy là độ dài tích có hướng của hai vector này sẽ bằng căn bậc 2 của x bình cộng 0 bình cộng x bình cộng 0 bình cộng căn 3 trên 3 bình là 1/3. Như vậy nó là căn của x bình cộng 1/3. Đấy. Và chúng ta đã thiết lập ra được cái công thức để tính ra khoảng cách giữa hai đường mà chúng ta không cần dựng hình. Và bây giờ thì mình chỉ việc cho nó bằng căn 3 trên gì các bạn? Căn 3 trên 4 đã xong đúng không? Và như vậy ta có là căn 3 trên 2x chia cho căn của x bình cộng 1/3 sẽ bằng căn 3 trên 4. Rồi, sau đây thì mình có thể lấy máy tính cầm tay ra mình tính cho nó nhẹ nhàng đi nhỉ. Căn 3 trên 2x chia cho căn của x bình cộng 1/3 bằng với cả căn 3 trên 4. Rồi, shift xuống. Đấy, x bao nhiêu nào? Có được x là có được chiều cao. 1/3, ok, vậy x là 1/3. Thế thôi, vậy ta có chiều cao là chính là A trên 3, thấy chưa? Rồi, vậy ta có chiều cao mà các em không cần dựng hình. Cái quan trọng là mình đang xét trong những trường hợp là mình không biết cách dựng hình ra, thì mình sẽ làm thế. Ok, vậy thì x sẽ bằng chiều cao, diện tích đánh nhân chiều cao. Đấy là tam giác đều là A bình căn 3 trên 4. Chút nữa thầy sẽ làm lại câu kia cho các em. Còn bạn nào thích xem tự luận các bạn lên YouTube nhá. Thầy đã chữa câu này 2 năm trời rồi. Chưa đi chữa lại mấy lần rồi. Rồi nào. Bắt đầu này. Để làm minmax số phức này, bước 1. Đây. Dựa vào dữ kiện, chép này. Dựa vào dữ kiện thì ta đi tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức. Được chưa? Quan trọng của bước này này. Quan trọng số bước này này, đây là tìm tập hợp điểm biểu diễn. Đấy. Được chưa? Quan trọng bước này nhá, tìm tập hợp điểm biểu diễn này. Bước 2. Vẽ hình. Tức là bây giờ em sẽ tìm ra số phức này nằm trên đường nào thì em vẽ nó ra, được không? Số phức nằm trên đường nào ấy, em vẽ nó ra. Ví dụ nằm trên đường tròn em vẽ đường tròn, nằm trên đường thẳng em vẽ đường thẳng, nằm trên elip em vẽ elip, vân vân và vân vân, đúng không? Bước 3 này. Đó là xác định đoạn thẳng cần tính. Xác định đoạn thẳng cần tính. Rồi, xác định đoạn thẳng cần tính, được chưa? Đấy. Nhá. Vấn đề đấy các em phải hiểu này, nó chính là module. Mỗi một module ấy là một đoạn thẳng. Nhớ lý thuyết cho thầy nhá. Mỗi một module là một đoạn thẳng. Và bước 4. Ước lượng vị trí lớn nhất, ước lượng và dự đoán vị trí
và giá trị lớn nhất cộng giá trị nhỏ nhất. Đây, đây là 4 bước giúp các em hoàn thành bài toán trắc nghiệm. Được chưa? Nào, các em viết cho thầy phương pháp vào. Dựa vào dữ kiện tìm tập hợp điểm biểu diễn này. Vẽ hình ra này. Rồi, xác định đoạn cần tính ở đoạn nào này. Và cuối cùng ước lượng xem cái vị trí đó ấy, nó ở đâu. Được không? Thế bây giờ nhá, mình sẽ đi từ câu dễ đến câu khó nhá. Nào, bây giờ mình sẽ đi từ câu dễ này đến câu hay nhá. Và đề thi của bộ mà. Rồi, thầy sẽ lấy ví dụ cho các em. Ở đây thầy sẽ lấy ví dụ cho các bạn từng cái bài một. Được chưa? Rồi nào. Bắt đầu nào. Bài dễ nhất nào, 46. Đây. Bắt đầu làm nhá. Câu 46 này. Hướng dẫn này. Cho dữ kiện như trên, tìm giá trị lớn nhất của Z cộng 1. Nhắc lại ngày hôm nay mình học là theo cách hình học nhá. Không làm đại số cho dù nhanh nhá, nhưng chỉ làm bài dễ thôi. Mình đang làm cách hình học. Đấy. Bây giờ làm như sau. Bước 1. Đầu tiên cứ gọi số phức cần tìm đã nhá, là x cộng y này. Và em cần dùng cái dữ kiện này để tìm ra tập hợp điểm biểu diễn của nó. Đây này, xác định tập hợp điểm biểu diễn này, thay vào. Ta có là x cộng y trừ 3 cộng 4y đóng mô đun vào bằng 2. Vậy dẫn đến là căn của x phần thực là x trừ 3 tất cả bình cộng y cộng 4 tất cả bình thì bằng 2. Đúng không ạ? Sau đó thì ta thu được đó là x trừ 3 tất cả bình cộng với cả y cộng 4 tất cả bình thì bằng 4. Rồi. Vậy là thầy kết thúc cái dữ kiện đầu tiên. Thế thì thầy sẽ kết luận nào? Kết luận không qua được. Phải tập trung nghe từ câu cơ bản thì mới làm một câu khó. Trật tự. Phải tập trung nghe câu cơ bản nhá, mới làm một câu khó. Vậy bây giờ thầy kết luận này, tập hợp điểm biểu diễn, đây là phương trình đường gì? Vậy suy ra là số phức sẽ thuộc cái đường tròn đúng không? Số phức thuộc đường tròn có tâm là 3 và âm 4. Còn bán kính thì bằng 2. Được chưa? Như vậy xong bước 1. Đây. Không làm một câu dễ, đừng làm một câu khó làm gì. Bước 2 này, vẽ hình. Nào, bây giờ chúng ta vẽ hình nhá. Bây giờ mình sẽ vẽ cái đường tròn. Bây giờ mình sẽ vẽ cái đường tròn tâm này ra. Rồi. Vẽ đúng từng cm vào. Rồi. Tâm 34 này, tâm 34 x bằng 3 này. Đây lấy đúng hộ thầy nhá. X bằng 3 này. Rồi, y bằng 4 rồi. Đây đúng không? Y bằng 4 đây. Vậy giống vào đây. Đây, tâm y đây. Bán kính bằng 2 này, bán kính bằng 2 này. 2 này. Hai này. Rồi, bạn ta nối một cái hình tròn vào nhá. Ok, vậy số phức thuộc cái hình tròn này. Có con 3 thì vẽ con 3 nhá. Ôi tôi chết rồi. 3 và trừ 4 à? Sai rồi nhá. Xin lỗi. Trừ 4 ở dưới này đúng không? Rồi. Từ từ. Ok. Nào. Không có compa nhỉ? Mày vẽ run tay quá. Rồi. Thế ta có đường tròn này. Đấy chưa? Tiếp tục. Thế là xong nhá. Vậy là các em hiểu này. Số phức z của các em ấy sẽ nằm trên đường tròn này, nằm ở một cái vị trí nào đó trên cái đường tròn này. Được chưa? Đây là bước 2. Bước 3 này, xác định đoạn thẳng cần tính. Bây giờ mình xem đoạn thẳng cần tính là gì. Thì các em thấy như sau. Bài này họ cần tính mô đun của z cộng 1. Bước 3 này, họ cần tính mô đun của z cộng 1. Thì mô đun này sẽ bằng căn bậc 2 của phần thực này là x cộng 1 tất cả bình cộng với y bình. Đây. Thế thì đoạn thẳng này ấy, nó sẽ là cái mô đun này ấy, sẽ độ dài đoạn nào
nó chính là độ dài của một cái đoạn. Đó là điểm M số phức xy này. Đây, xy này. Và một điểm A nào đó với tọa độ là trừ 1 và 0. Đúng chưa? Tại vì sao? Tại vì các em thử tính cơm xem. Đây, tính lại này. Vector MA này sẽ là x cộng 1 và y đúng không? Thì chả là độ dài MA x cộng 1 bình cộng y bình còn gì nữa. Và lúc này thì ta có A là trừ 1, 0. X bằng trừ 1, y bằng 0. Đây, trừ 1, 0 nằm đâu? Đây, A đây. Rồi, A thì cố định ở đây. MXY, XY thì lại là số phức. XY thì lại là số phức, đúng không? XY là số phức. Như vậy XY nó phải, M nó phải nằm đây. Rồi, M nằm đây. Thế bây giờ thầy hỏi các em này. Nếu M nằm trên đường tròn này, nếu M nằm trên đường tròn thì M nằm ở đâu sẽ là lớn nhất? Nào, M nằm ở đâu? M nằm ở đâu thì MA sẽ lớn nhất? Nào, M thuộc cái đường màu này này thì M nằm ở góc mấy giờ nào, góc mấy giờ sẽ là lớn nhất này? Thì em dự đoán được ngay M nằm ở đây đúng không? M nằm ở đây sẽ là lớn nhất, đúng chưa? Vậy vị trí này giúp cho MA sẽ có giá trị là lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất của MA mà, Mark. Và bây giờ ta kéo vào. Đó. Và ta sẽ đo đoạn này ra. Nào, đo đoạn này ra. Điểm A lấy đâu ra? A này, A đây này, trừ 1, 0 này. Đoạn này đo ra được khoảng 7,5cm. Như vậy MA mắc khoảng 7,5cm. Và bây giờ mình tra đáp án nào 7,5 này. Dự đoán đáp án nào 7,5 này. Các bạn bảo D đúng không? D này, 2 cộng 4 căn 2 này. Đấy, khoảng 7,5cm. Như vậy đáp án đúng là D. Được chưa? Thì đây, đây là cái bước dự đoán, đúng không? Đây là bước dự đoán. Thế thôi. Làm bài này nhiều nhanh lắm. Mình làm câu khó ấy, em phải làm cái này. Làm câu khó em làm cái này thì nó hay cực kỳ luôn. Chứ làm câu dễ thì không nói em gì cả. Rồi. Đại số chỉ nhanh hơn câu này thôi. Còn đại số ấy thì câu khó là không được thấy đâu. Nghe thầy dạy mấy câu cơ bản đã. Các em nghe thầy dạy mấy câu cơ bản đã nhá. Được chưa? Nào tiếp theo ạ. Câu hỏi số 47. 47 nào. Trong các số phức. Rồi tập trung câu 47 nhá. Rồi rồi. Thằng nào ai mà còn bảo bấm máy như vậy à, máy đại số nhanh hơn nhá thì yêu cầu ra ngoài nhá. Thầy giáo kinh nghiệm bao nhiêu năm trời rồi cứ máy tính nhanh hơn. Nào, bước 1 này. Gãy thước kẻ đây này. Đầu tiên gọi số phức Z bằng x cộng y. Được chưa? Từ dữ kiện này ta sẽ có là Z là x cộng y này trừ 2 trừ đi 4y thì bằng 2, đúng không? Lúc này ta có là tương đương căn của x trừ 2 tất cả bình cộng y trừ 4 tất cả bình bằng 2. Và ta kết luận được đó là số phức sẽ thuộc đường tròn. Số phức sẽ thuộc đường tròn tâm y 24 và bán kính bằng 2, được chưa? Vậy bước 1 nhá, ta tìm một tập hợp điểm biểu diễn này. Đây. Dựa vào dữ kiện này, tập hợp điểm biểu diễn này, xong bước 1 này. Bước 2, vẽ. Vẽ đằng này ra. Nào, vẽ đằng này ra. Vẽ chính xác nhá. Chính xác từng mm một ấy. Bây giờ thì tâm y 24 này, tâm y là 24, lần này 24 thật rồi, không phải 4 fake nữa. X bằng 2, y bằng 4, x bằng 2 này, y bằng 4 này. Đây đúng không? Đây tâm y đây. Đường tròn này bán kính bằng 2 này, vẽ một đường tròn bán kính bằng 2 ra. 2 này. 2 này. 2 này. 2 này. Rồi, bây giờ vẽ đường tròn nha. Có compa thì tốt nhá. Đây không có compa thì các bạn thông cảm. Vẽ hơi xấu. Nhưng sao, người đẹp là được rồi. Ok.
Rồi, xong. Thế như vậy là mình đã nói xong. Vậy số phức Z này, vậy số phức Z sẽ nằm trên đường tròn, nằm trên đường màu đỏ này nhá. Vậy số phức Z nằm trên đường màu đỏ này. Được chưa? Tiếp tục nào. Bây giờ người ta bảo gì? Gọi Z1 và Z2 là số phức có modul lớn nhất và modul nhỏ nhất. À, bây giờ người ta cần bước 3 này. Họ cần modul Z lớn nhất và nhỏ nhất. Nào. Modul của Z thì bằng công thức là gì nào? Modul Z này căn của x bình cộng y bình à? X bình cộng y bình. Và nghe thầy này. Mỗi một modul biểu diễn một đoạn thẳng. Vậy thằng này biểu diễn đoạn thẳng gì? Nào, ông này biểu diễn đoạn thẳng gì? Công thức này biểu diễn đoạn thẳng đó là m với tốc độ là xy. Và một điểm nữa các em thấy này, không có cái gì ở đây cả. Lúc nãy các em thấy ở đây không? Thì mình sẽ chọn là -1 và 0. Ở đây không có gì cả thì là 0 0. Vậy nó biểu diễn đoạn MO. Đấy, biểu diễn đoạn MO. Trong đó này O là điểm cố định 0 0 này. Còn M di chuyển này, còn M di chuyển nào, M di chuyển trên này. Thế thầy hỏi em này, lúc này MO mà min thì M ở đâu? Nào, góc mấy giờ nào? MO mà min này, MO mà min thì M ở đâu? Có phải là bây giờ M nằm trên đường này nhá? Nghe này, M nằm trên đường tròn này này. Mà để MO min thì M phải nằm đây đúng không? Đây là cái vị trí mà khiến cho MO ngắn nhất. Đúng rồi đấy á. MO min thì M phải nằm đây. Nhìn thấy không? Đấy. Được chưa? Rồi, và lúc này thì phần ảo của nó bao nhiêu? Họ hỏi phần ảo này, họ hỏi phần ảo. Gióng thức kẻ này, gióng thức kẻ. Gióng ra phần ảo là hỏi y nhá. Hỏi y này, gióng thức kẻ này. Đây. Như vậy phần ảo thằng này bằng khoảng 2 cm, đúng không? Khoảng 2 cm. Vậy phần ảo này khoảng 2 cm. Ảo của min đấy. Tiếp tục nào. Tại vì là thầy vẽ nó không tròn lắm cho nên nó hơi lệch mấy mm. MO mắc nào. M thì nằm trên cái đường màu đỏ này. M nằm trên đường màu đỏ mà MO cần mắc. Tức là M nó phải nằm xa tít xa tắp ở đây, đúng không? Thì lúc này MO sẽ mắc. Đấy, MO sẽ lớn nhất. Và như vậy và như vậy là phần ảo lúc này này, gióng sang này, phần ảo là y này. Đây, chỗ này khoảng bao nhiêu này? Đo này. Khoảng gần 6 này. Rồi, như vậy phần mắc, ảo mắc thì khoảng gần 6. Như vậy tổng của hai phần này, tổng hai phần ảo sẽ bằng 8. Đấy, tính toán được không? Đấy nhá. Có cần nói lại quy trình không? Nào, cần nói lại quy trình không ạ? Thế thì các em thấy này, bước 1 phải biết được nó nằm đâu này, bước 2 vẽ nó ra này, bước 3 cần xem họ yêu cầu tính gì thì mình ước lượng vị trí của nó, đúng không? Ok. Tiếp tục nào. Đâu rồi? Các thánh đại số đâu rồi? Nào, 48. Gọi M là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của module này, tính M nhân M. Không vẽ được lắm đại số. Thôi nào, 48 nào. Cái này ấy, ở câu này thì kể cả dấu bằng cũng được mà dấu nhỏ hơn được nhá. Dấu bằng cũng làm được mà dấu nhỏ hơn làm được, như nhau cả. Tiếp tục nào. Câu 48 nào. Bước 1 này, gọi Z bằng X cộng Y. Được chưa? Gọi Z bằng X cộng Y. Thế lúc này ta thay vào, ta sẽ có này, 3 lần module Z này. X cộng Y cộng với cả x trừ y cộng với cả 2 lần x cộng y trừ đi x trừ y nhỏ bằng 12, đúng không? Tiếp tục tương đương này, 3 lần 2x hết này,
cộng 2 lần modun của 2i. Đấy. Và bây giờ sẽ bằng 6 lần modun của x cộng 4 lần modun của ii nhỏ bằng 12. Mà modun của ii nhá, modun của ii là căn của này, modun là này ấy, nó là căn của y bình đấy, đúng không? Căn của y bình. Mà căn của y bình thì cũng ra trị đối y thôi. Như vậy nó ra là 6 lần trị đối x cộng 4 lần trị đối y nhỏ bằng 12. Và ta được chia đi 3 modun của x cộng 2 lần y. Rồi, ta vào điểm biểu diễn đây. Nghe. Với phương trình này ta kết luận là gì? Nào, với phương trình này ta kết luận là thuộc đường gì nào? Nào, với phương trình này ta kết luận thuộc đường gì đây? Thì các em sẽ thấy như sau này. Với cái phương trình trên ấy, đây là phương trình bậc nhất. Đây là phương trình bậc nhất đúng không? Đây là phương trình bậc nhất. Như vậy nó thuộc đường thẳng. X mũ 1, y mũ 1 thuộc đường thẳng. Vậy nó thuộc 4 đường thẳng. À, thuộc những đường thẳng sau này. Phá trị đối ra, 3x cộng 2y nhỏ bằng 6 này, trừ 3x cộng 2y nhỏ bằng 6 này, 3x trừ 2y nhỏ bằng 6 này, và trừ 3x trừ 2y nhỏ bằng 6. Đây là 4 đường thẳng. Đây là 4 đường thẳng. Được chưa? Đây là 4 đường thẳng. Bậc nhất mà, chia 4 trường hợp ra. Vậy nó nằm trên 4 đường thẳng. Vậy ta vẽ đường thẳng này ra. Nào, về ta vẽ 4 đường thẳng này ra nhá. Vẽ này. Rồi. Đường thẳng thứ nhất nào. Bây giờ thầy lấy điểm này. Đường thẳng này nhá, cho x bằng 0. Cho x bằng 0 thì y sẽ bằng 3. X bằng 0 thì y bằng 3. Y bằng 0 y bằng 3 này. Đây. Điểm thứ nhất này. Cho y bằng 0 này, cho x bằng 0 thì x bằng 2, cho y bằng 0 thì x bằng 2 này. Như vậy là 0 2, y bằng 0 x bằng 2, 2 đây. Rồi. Vậy ta nối hai đường này vào, ta đường thẳng thứ nhất. Rồi, đường thẳng số 1 nhá. Tiếp theo nào. Đường thẳng thứ hai này, cho x bằng 0 thì y bằng 3, x bằng 0 thì y bằng 3, vẫn là điểm này. Cho y bằng 0, cho y bằng 0, 0 này thì x bằng âm 2, y bằng 0 thì x bằng âm 2. Ra điểm này. Rồi. Tương tự này, cho x bằng 0 thì y bằng âm 3, x bằng 0 y bằng âm 3, âm 3 ở dưới này. Cho y bằng 0 thì x bằng 2, đây. Và có lẽ nốt cái đường này là đường này đấy. Rồi, như vậy là ta đã có tập hợp điểm biểu diễn của nó. Vậy là từ đây nhá, ta hiểu là số phức Z sẽ nằm trên các cái đường này. Và nếu là dấu bằng ấy, nếu là dấu bằng thì nó sẽ nằm trên các đường này. Còn nếu là dấu nhỏ hơn ấy thì nó sẽ nằm ở bên trong cái hình này này, hình tứ giác này là hình thoi hay sao ấy. Đấy. Như vậy là nó thuộc cái đường này hoặc nó nằm trong của hình này thì đó là cái số phức cần tìm. Được chưa? Bây giờ nào, bước 3 này. Hãy xem họ yêu cầu tính gì nào. Họ yêu cầu tính gì đây? Modun của Z trừ 4 cộng 3i. Modun của Z trừ 4 cộng 3i sẽ bằng này. Modun của X cộng y trừ 4 cộng 3i hay bằng căn của X trừ 4 tất cả bình cộng với cả y cộng 3 tất cả bình. Rồi. Nghe thầy này. Mỗi một modun nào. Mỗi một modun biểu diễn một đoạn thẳng, được không? Mỗi một modun biểu diễn một đoạn thẳng. Thế thì cái modun này biểu diễn đoạn thẳng nào? Thì nó biểu diễn đoạn thẳng MA với một điểm M ấy là XY. Và điểm A là gì? Trả lời cho thầy nào. Điểm A các em nhìn vào đây này, điểm A sẽ là 4 và âm 3. Đây. Đoạn M là 4 và âm 3, được chưa? Như vậy là cái modun cần tính ấy chính là độ dài đoạn MA. Trong đó M thì là X là số phức, M là số phức XY, còn A là 4 và âm 3. Bây giờ mình vẽ 4 và âm 3 ra này. 4 nằm đâu? Đây. Âm 3 nằm đây nhá. Đây, M đây. À, A đây, đúng không? 4 và âm 3.
Rồi nào, bây giờ thầy hỏi các em nào. M thì thuộc đường này, M thì thuộc đây, M thì nằm trên này. Bây giờ để MA lớn nhất thì M nằm đâu? Nào, để MA lớn nhất tức là module lớn nhất đấy. Để module lớn nhất, A thì nằm đây, M thì di chuyển trên đường màu đỏ này. Thế thì M nằm đâu nào? M nằm đâu? M ở vị trí nào thì đoạn MA sẽ là lớn nhất? Dự đoán nào. Có phải kem đoán được ngay là M nằm đây không? Đây, M nằm đây. Rõ ràng M nằm đây thì MA kiểu gì cũng dài nhất. Đấy. Thế như vậy là kéo MA vào đây. M nằm đây, MA dài nhất này. Rồi. Đây là đoạn MA dài nhất. Đo đi. Đoạn này có độ dài bao nhiêu? 7, gần 7. MA max sấp xỉ 7. Được chưa? 12 giờ, góc 12 giờ. Ok. Tiếp theo nào. Gọi ABCD cho dễ hình dung nhá. M nằm đâu để cho nhỏ nhất nào? M amin. M thì nằm trên đây. M thì nằm trên những cái đường màu đỏ này. M nằm đâu thì M amin. Nào, M nằm đâu thì M amin nào. M nằm đâu M amin. Thì M nằm trên đường màu đỏ này mà để M amin ấy thì M nó phải là chân đường gì xuống đây các bạn? Chân đường vuông góc xuống, không phải 3 giờ đâu, 3 giờ không thể nhỏ bằng. Nằm đây thì còn nhỏ hơn cả 3 giờ này, nằm đây, nằm trên đường đỏ này mà. Nằm đây này. Đây, vuông góc xuống. M nằm đây. Đấy chưa? Đấy. Vậy đây là đoạn MA min. Min. Đo đi. Gần 3 rưỡi. Khoảng 3,3. Đấy. MA min khoảng 3,3. Hết rồi. Thế là có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất rồi. Thế có min max rồi, bây giờ người ta hỏi gì? Tích của hai thằng min max này, M to M nhỏ, tích hai thằng min max này, 7 x 3,3. Khoảng 23. Thế đáp án gì? B rồi. Đấy. Đúng không? Sấp xỉ thôi. Tại vì chỗ này khoảng 3,5 này, 7 x 3,5 chắc là ra B đấy. Đúng không? Được không? Hiểu vấn đề chưa? Tiếp tục nào. Hiểu chưa? Được không? Như vậy nói lại 3 bước nhá. Bước 1 này, tìm tập hợp điểm biểu diễn này. Bước 2 này, vẽ hình nó ra. Được chưa? Bước 2 vẽ hình nó ra. Bước 3 xác định đoạn thẳng cần tính này và ước lượng. Nào, bài này toàn làm câu điểm 10 thôi. À, toàn làm cái những cái câu cuối cùng ấy, toàn làm những cái câu cuối cùng của những cái đề minh họa và đề chính thức ấy. Tiếp tục câu 49 nào. 49. Nhiều lắm, cái này nhiều câu hay vãi trưởng luôn ấy. Mà toàn trích trong đề thi chứ không phải là thầy bịa đâu nhá. Đây toàn là trích đề thi hết. Bốn chín nào. Bốn chín có muốn làm luôn không? Hay làm đề của bộ trước nhá. Đây. Thôi cứ làm 49 luôn nhỉ. Cho đúng thứ tự. Nào đúng thứ tự à. Hay thích làm đề của bộ 49 nào, bây giờ comment nào. Làm 49 hay là làm của bộ nào. Rồi nhá, đề minh họa 2018 nhá. Đây thôi thầy chữa bạn. Cứ từ từ nhá. Từng cái một nào. Câu cuối cùng đây, đây là câu cuối đây. Câu này rất nhiều bạn không làm được. Đảm bảo với các bạn câu này khó, làm theo đại số thì khó vãi luôn. Khó cực kỳ luôn. Câu này nếu mà làm theo đại số ấy rất khó luôn. Tí nữa quay lại làm 49 sau, tí quay lại làm 49 sau. 49 dễ mà, 49 thì không nhỉ. Nào bây giờ cùng nhau làm câu này nhá. Rồi bắt đầu làm này, bắt tay này. Bước 1. Gọi số phức Z bằng x cộng y. Gọi số phức Z bằng x cộng y này. Sau đó thì ta thay vào đây. Thế ta sẽ được là module của x cộng y trừ đi 4 trừ đi 3y thì bằng căn 5.
Rồi. Sau đó thì mình tương đương này, căn của x trừ 4 tất cả bình cộng y trừ 3 tất cả bình thì bằng căn 5. Đúng không nhỉ? Rồi. Tương đương x trừ 4 tất cả bình cộng y trừ 3 tất cả bình bằng 5. Còn nhiều bài hay lắm. Mình toàn làm đề của mẫu đấy mà. Rồi. Vậy suy ra thuộc này, số phức thuộc đường tròn. Nhìn thấy bắt đầu thấy đường tròn đúng không? Các cú đê mày nhìn đường tròn này, 4, 3 và R bằng căn 5. Được chưa? Bước 1 xong nhá. Bước 2 này. Vẽ. Nào, cùng nhau vẽ nhá. Rồi. 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 Nào, bây giờ 43 đâu rồi? X4 y bằng 3 này, x4 y bằng 3 này, x4 này. Đây, x4 đây. Y bằng 3 này. Đây, vẽ cao cao lên chút nhá. Y bằng 3 này, được chưa? Nào gióng lên nào. Rồi, tâm y đây. Bán kính là căn 5. Căn 5 này, căn 5 này. 2,23. Bán kính bằng 2,23 nào. Đây đúng không? 2,23 này. Rồi, vẽ đường tròn ra nhá. Rồi, vậy là xong bước 1, à bước 2 là vẽ này, xong nhá. Tiếp tục nào, bước 3. Họ yêu cầu làm gì đây? Bước 3 này. Họ yêu cầu tính giá trị lớn nhất của tổng hai module này. À, bắt đầu khoai đây. Z cộng 1 trừ 3y cộng với cả Z trừ 1 cộng y. Đây, được không? Bằng này, đổi module này. Căn của x cộng 1 tất cả bình cộng với cả y trừ 3 tất cả bình cộng với căn của x trừ 1 tất cả bình cộng với cả y cộng 1 tất cả bình. Đúng chưa? Đúng nhỉ? Check lại em nào. 1 âm 3 này rồi. Ok. Thế thì bây giờ ta sẽ có này. Mỗi module biểu diễn một đoạn thẳng. Mỗi module biểu diễn một đoạn thẳng. Thế là ngày sẽ biểu diễn đoạn thẳng với điểm M là xy. Và điểm A đi là bao nhiêu nào? Nhìn vào đây, nhìn vào đây, nhìn vào đây. Trừ 1 và 3. MA đúng không? Cộng với thằng này là MB nhá. Với điểm M này là xy. Và điểm B là bao nhiêu nào? Nào, điểm B là bao nhiêu? Đọc, 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 đọc. 1 và âm 1. Đúng chưa? Thế thì lúc này này, bắt đầu lấy điểm này. A âm 1, 3. Âm 1, 3 ở đâu nhỉ? X bằng âm 1, y bằng 3 này. X bằng âm 1 này. Đây, y bằng 3 ở trên này. Đây, A đây. Rồi. Tiếp theo B này. B thì x bằng 1, y bằng âm 1. X bằng 1 này. Y bằng âm 1 này. Đây, B đây. B đây nhá. Rồi. Vậy xác định được AB rồi. Nào. Bây giờ A ở đây. B ở đây. M thì chạy trên đường tròn này. Nào, M chạy trên đường tròn này. M chạy trên đường tròn này. Thế thì M ở đâu thì tổng MA cộng MB lớn nhất góc mấy giờ nào? Nào, góc mấy giờ, góc mấy giờ, góc mấy giờ thì MA cộng MB sẽ lớn nhất nào? Người ta cần lớn nhất đúng không? M nó bay được không? M nó bay được không? M đây được không? MA cộng MB đây có lớn nhất không? Không. Nào, góc mấy giờ nào, góc mấy giờ nào? Góc mấy giờ trên cái đường tròn này thì MA cộng MB sẽ lớn nhất nào? Nào, nào, nào. Góc mấy giờ thì lớn nhất nào? Rồi, nó ở vị trí này đúng không? Bạn phải ước lượng ngay nó ở vị trí này này. Đây.
Vị trí này thì MA và MB sẽ tổng sẽ dài nhất. Đoán lại đấy đúng không? Đấy. Đây là vị trí của số phức nằm trên cái đường tròn mình tính ra ở bước 1 này. Sao cho tổng của MA cộng MB là dài nhất này. Đúng chưa? Rồi. Thế như vậy mình sẽ đo này. Vậy ở đây nó khoảng tầm bao nhiêu? Đây, mở đây đúng không? Rồi. Nhưng bây giờ người ta bảo là lúc này số phức Z A cộng B này. A cộng B tức là A là phần thực và B là phần ảo này. Lúc này phần thực là bao nhiêu? Gióng này, gióng xuống này. Đo này. Phần thực của M này 5,5. Vậy phần thực bằng 5,5. Ảo này. Gióng này. Phần ảo này khoảng 4,5. Này, 4,5. Rồi, thực là 5,5, ảo thì là 4,5. Vậy thực cộng ảo sẽ giá trị lớn nhất bao nhiêu? 5 cộng 4,5, 10. Đáp án cho 10 luôn. Rồi. Chuẩn chưa? Được không? Bước 1 này, tập hợp điểm biểu diễn này. Được chưa? Bước 2 này, vẽ hình lên này. Bước 3, xác định đoạn cần tính này. Đoạn cần tính này bao nhiêu thì xác định ra này. Bước 4, mò điểm này, dự đoán vị trí này. Đúng không? Ok không? Gắt không? Gắt vãi trưởng. Mới được hết nửa chai thôi. Nguyên Hà trong say mà tỉnh vãi. Được chưa? Tiếp tục nào, thêm một câu nữa nhá. 49 nào. Quay lại câu 49 lúc nãy này. Nào, bây giờ mình cùng nhau quay lại câu 49 này nhá. Nào, bắt tay làm. Tiếp không? Tiếp không nhở? Nào, 49 nhá, bắt đầu làm này. Bước 1 là tìm tập hợp điểm biểu diễn này. 49 này, bước 1. Tìm tập hợp điểm biểu diễn, ta gọi Z đi. Đây có hai số phức liền này. có hai số phức liền này. Z bằng x cộng x1 cộng y1y nhá. Và V kép thì bằng x2 cộng y2y nhá. Dạ. Thì dùng dữ kiện đầu tiên. Ta có là modulus của Z trừ đi 3 trừ đi 2y nhóm bằng 1. Chưa rồi, đây không biết là dấu cộng hay dấu trừ ấy nhở. Check lại em ạ. Trừ đấy. Ok. Thế đây hóa luôn này, tương đương này. Căn của x trừ x1 trừ 3 tất cả bình này. Cộng y1 trừ 2 tất cả bình này. Nhỏ bằng 1. Rồi. Như vậy, nếu nhỏ hơn này, thì số phức này sẽ thuộc hình tròn. Hình tròn này có tâm là 3 và 2. Và bán kính thì là 1. Được chưa? Cái này quen thuộc của đúng không? Số phức thuộc hình tròn này. Ok. Tiếp tục nào, dữ kiện thứ hai này. Đó là modulus của V kép cộng 1 cộng 2y này, nhỏ nó bằng modulus của. Rồi. Thế thì lúc này sẽ tương đương này. Căn của x2 cộng 1 tất cả bình cộng y2 cộng 1 tất cả bình. À, cộng 2 tất cả bình. Nhỏ nó bằng căn của x2 trừ 2 tất cả bình cộng y2 trừ 1 tất cả bình. Đúng không? Rồi. Chỉ tiêu đi. Rút gọn này, căn với căn là hết nhá. X bình, Y bình là hết nhá. Hết này. Đây là 2y này. Đây là 4y, hất sang là 6y này. 6x này. Đây là 4y này. Đây là 2y này. Hất sang này. 6y. Đây là 1 cộng 4 là 5 này. Đây là 4 cộng 1 là 5 này. Hết rồi. Nhóm bằng 0. Hay tương đương là x2 cộng y2 nhóm bằng 0.
Và như vậy là các em lại ra các em lại ra một phương trình bậc 1 của x và y. Như vậy nó thuộc đường thẳng. Vậy suy ra v kép thuộc bờ dưới của đường thẳng nhỏ hơn 0 ấy. Nhỏ hơn 0 tức là thuộc dưới dưới phía dưới của đường thẳng đúng không? Là x cộng y bằng 0. Đó. Thế là mình đã tìm được một đường tròn và một đường thẳng nhá. Mình đã tìm đường tròn và đường thẳng. Bây giờ bước 2 vẽ này. Vẽ. Nào vẽ ra. Ơ, à đây à. Tưởng thằng nào lấy mất tất cả. Nào bây giờ này. Y này thì là 3 và 2. Y này thì là 3 và 2. X bằng 3, Y bằng 2 này. Được chưa? Đây, 3, 2. Bán kính thì là 1. Vẽ chính xác vào nhá. Rồi, đây là đường tròn này, đúng không? Như vậy là ta vẽ xong thằng đường tròn này nhá. Bây giờ đường thẳng x cộng y bằng 0 này. Cho x bằng 0 thì y bằng 0. Cho x bằng 1 thì y bằng âm 1. Đúng không? 1 thì âm 1. X bằng 0 y bằng 0 ở điểm này đây. Thế còn x bằng 1 thì y bằng âm 1 này. X bằng 1 y bằng âm 1 này. Đây. Điểm thứ hai đây, x1 y bằng 1. Nối vào, nối hai điểm vào ta được một đường thẳng. Rồi. Được chưa? Lúc này nhá. Bây giờ này, nghe này. Cái thằng z này này, à bây giờ cần phải xem thằng nào tính cái gì đã. Bây giờ nó cần tính p min của z trừ đi v kép, đúng không? Và sẽ bằng căn của thực là ngày là x1 này. X1 trừ đi x2 tất cả bình cộng y1 trừ đi y2 tất cả bình. Đây là cái số phức z mà. Mỗi module này, mỗi module biểu diễn một đoạn thẳng. Mỗi module biểu diễn một đoạn thẳng. Như vậy đây là đoạn thẳng AB chẳng hạn. Với A thì là số phức z x1 y1. Đây này, x1 y1 này. Còn B là số phức v kép x2 y2. Rồi. Đây chính là hình ảnh của Z, còn đây là hình ảnh của V kép, đúng không? Đấy, hình ảnh của Z, hình ảnh V kép đây. Ok. Nào, bây giờ số phức Z này. Số phức Z thì nằm trên đây. Số phức Z thì nằm trên đường tròn. Còn số phức V kép thì nằm ở đây. Số phức V kép thì nằm ở đây. Thế bây giờ để cái đoạn nối giữa AB ấy, nối giữa một điểm chỗ này và một điểm chỗ này ngắn nhất thì vị trí nào? Nào. Ở vị trí nào đây? Một thằng thì nằm ở trên cái đường tròn này, còn một thằng thì nằm ở trên cái đường thẳng này. Rồi, thì bây giờ nào, nếu ở đâu, vị trí nào là vị trí sẽ là ngắn nhất? Vị trí nào sẽ là ngắn nhất? Thì các em sẽ hình dung này. Có lẽ A sẽ nằm đây và B nằm đây, vuông góc thì sẽ là ngắn nhất. Theo dự đoán của thầy là thế. Đoạn này sẽ là đoạn ngắn nhất. Một đoạn nối từ một điểm thuộc đường tròn với cả một điểm thuộc đường thẳng thì đây là đoạn ngắn nhất. Và thầy đo này ra. Thầy được khoảng 3. Gần 3. P min gần gần 3. Và bây giờ thầy sẽ check đáp án xem nào gần 3 nhá. 3 căn 2 trừ 2 này chia đôi. 3 căn 2 trừ 2 chia đôi. 1,2 sai rồi. Không phải. Căn 2 cộng 1 nào. 2,4 chưa phải, gần 3 cơ. Đây nào. 5 căn 2 trừ 2 trên 2. 2,53. Gần được. Đây này. 2 căn 2 cộng 1 trên 2. 1,9, 1,9. Không phải, gần 3 nhất là thằng C rồi. Đáp án là C nhá. Hiểu vấn đề chưa? Gắt không? Gắt không?
quá gắt. Được chưa? Nó đâu, nó đâu? Đề của bộ năm 2017. Thôi thi thử 8 giờ tối mai thì nhắc nhá. 8 giờ tối mai thì nhắc. 8 giờ tối mai vậy muộn quá rồi, thầy sẽ nhắc thi thử nhá. Thi thử 8 giờ tối mai thầy nhắc nhá. Tối. Nó đồng, nó đồng, nó đồng. Rồi, nốt nhá. Rồi, làm nốt này. Câu cuối của đề minh họa mà. Câu cuối đề minh họa năm 2017. Nốt đi. Gọi Z bằng X cộng Y này. Được chưa? Thế như vậy là ta có từ đây này. Thôi, thầy thay luôn nhá. Thầy thay luôn cho nhanh nhá các em nhá. Căn của X cộng 2 tất cả bình cộng với cả Y trừ 1 tất cả bình cộng với căn của X trừ 4 tất cả bình cộng với cả y trừ 7 tất cả bình thì bằng 6 căn 2. Rồi. Không, bài này hay hơn, bài này hay hơn, bài này hay hơn. Nghe nghe đi, nghe đi. Bây giờ thầy hỏi các em bảo tập hợp điểm biểu diễn là gì? Đây, bước 1 này, tìm tập hợp điểm biểu diễn này, tìm tập hợp điểm biểu diễn. Thế với cái phương trình này thì tập hợp điểm biểu diễn là gì? Nào. Nào, tập hợp điểm biểu diễn này là gì? Trả lời xem nào. Đường gì à? Đường tròn, đường thẳng, parabol hay là elip? Trả lời đi. Đường gì đây? Đường gì đây? Chưa biết được đâu. Đây, dạy cho nhá. Bài này đường như sau này. Nghe này, mỗi mô đun là một đoạn thẳng. Như vậy, đây là đoạn thẳng MA. Thầy gọi tạm gọi là MA nhá. Với M là số vức x y. Còn điểm A là trừ 2 và 1. Đúng không? Đây là MA nhá. Mỗi một mô đun này là một đoạn thẳng này. Vậy đây là MB. Đúng không? Với điểm M là XY. Và điểm B là 47. Đây, 47 là 47. Được chưa? Cái này hiểu rồi đúng không? Nhưng vô tình này, vô tình. AB này, ta tính vector AB này. Vector AB ở đây sẽ bằng 6 này và 6 này. Được chưa? Như vậy độ dài AB sẽ bằng căn của 6 bình cộng với 6 bình và bằng 6 căn 2. Như vậy với điểm A như này và điểm B như này ấy, thì vô tình đoạn độ dài của AB lại bằng 6 căn 2 này, đúng không? Nhưng 6 căn 2 lại chính là cái thằng này này. 6 căn 2 lại chính là thằng này. Vậy thế nào nó lại ra được MA cộng MB bằng chính AB? MA cộng MB bằng AB. Nếu MA cộng MB lại vừa khớp với AB ấy, thì chỉ có cách là M nằm trong đoạn AB thôi. Không cần trung điểm đâu, chỉ cần nằm trong thôi đúng không? M. Như vậy suy ra này là M thuộc đoạn thẳng AB. Đấy. Đoạn thẳng AB. Đoạn nhá, nằm trong đấy, nằm trong. Và bây giờ mình sẽ vẽ đoạn thẳng AB ra. Rồi, bây giờ xem nào. Điểm A là, ui dồi ôi, B tận 47 à? 47 thì vẽ kiểu gì đấy? Trừ 2, 1. X bằng trừ 2, 1 à? Rồi, A đây nhá. B là 47 à? Úi dồi. Thế trên này thì có ai nhìn thấy gì không? B đây này. Dã man. Rồi. Bây giờ đã diễn xong AB này. Nối AB vào. Tức là M số phức sẽ nằm trong này. Rồi.
Như vậy là số phức M sẽ nằm trong đoạn thẳng A, đoạn AB này, đấy không? Và cuối cùng nào, tính giá trị lớn nhất của biểu thức này, đó là mô đun của Z trừ 1 cộng Y. Thì có phải nó bằng căn của X trừ 1 tất cả bình cộng với cả Y cộng 1 tất cả bình không? Đấy. Được chưa? Và nó biểu diễn đoạn gì? MC, nó biểu diễn đoạn MC. Trong đó này, M thì là XY, còn C thì là 1 trừ 1. Rồi, vậy họ đang cần tính MC, min và max. Nào bây giờ MC này, C 1 trừ 1, X bằng 1, Y bằng trừ 1, C đây. Được chưa? C đây. Thế còn M này, M nằm trên đoạn này. Nào, M nằm trên đoạn này. Thế hỏi các em này, bây giờ MC max nhá. C cố định ở đây rồi, C cố định ở đây rồi. Thế M ở đâu nào? M ở đâu thì nó mới max được nào? M ở đâu mới được max nào? Nào, M ở vị trí nào trên đoạn AB này? M ở vị trí nào trên đoạn AB thì MC mới lớn nhất nào? M ở đâu? Thì M sẽ về ở vị trí là chính ở chỗ chữ B này này. M về ở đây này, thì đây chính là MC max này. Đúng chưa? Và đo ra. Vậy MC max thì bằng bao nhiêu đây, đo nhá. Gần 9 đúng không? Sấp xỉ gần 9, 8,9 gì đó. Rồi. Thế còn min đâu? Đây là max rồi, còn min đi, min. M nằm trên đoạn này, M nằm trên đoạn này mà MC min. MC min thì chỉ có đây thôi. Đây, min đây. Và đo đi. 3,4. Ok. Vậy cộng vào 8,9 cộng 3,4. 12,3 thì nó đáp án gì? D à các em? D làm sao được không? B. Rồi. Ok. B chứ. Hiểu bài chưa? B rồi. Đúng không? Ok nha. Hiểu bài chưa? Rồi, tốt lắm. Kinh. Đêm rồi vẫn còn 1.000 người xem à? Giờ sợ quá nhờ. Sợ đấy. Ngủ đi. Sáng mai đi học nhá. Mai thứ mấy nhở? Úi giời, mai chủ nhật à? Thế đi học thêm vậy. Rồi, ngủ thôi. Chào nhau một tiếng nào. Nào, mỗi bạn comment chào thầy một tiếng nào. Mỗi bạn comment chào thầy một tiếng nào. Rồi, mỗi bạn comment chào thầy một tiếng nào. Chào đây để thầy nhớ mặt để buổi sau mình lại còn gọi tên nhau nào. Thôi, chào cái nào. Rồi, chào Linh Thùy Linh nhá. Câu 26 để buổi sau bấm máy đi. Hôm nay ít người xem quá. Hôm nay ít người xem quá. Rồi. Hôm nay vừa mới thấy ở lớp xong, đêm mày không biết đang làm gì mà lại đi xem live stream ấy này. Học văn đi. Thi thử 8 giờ ngày mai thầy nhắc thi thử nhá. Tại vì á, muộn rồi, bây giờ có ai nghe đâu. Bye bye nhá. Chào tạm biệt nhá.